Banati bata we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Veramani Sikkhapadang. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Imani pancasika badhani satukang tatua ngapama dena ni cakalang samarakitabang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nay tam bảo rồi phải ra mới giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A à, ma phành tê dạ chúng con xin vâng. Silena sukatin yanti silena phokha sambada silena niputin yanti tasma silam viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thụ sa thụ sa thụ. Uttamang ghe na văn đề hăng ba đà băng sung và rúa tàm măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng mạ măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối sinh quay Phật vô biên cho con sám tội tiền khiên từ rài. Uttamang ghe na văn đề hăng tham man cha du vi thăng hòa răng tham mê vô kha li tô đô sô tham mô khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây. Uttamang ghe na văn đề hăng sang khăn cha du vi thô tam măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ rài. Dạ con xin kính thỉnh ngài Trí Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Mahakaruniko na thoi ta ya sampabani nam pure tua barami sampabanto sambo timu tamang ete na sancha wanche na ho tu me jayamang gạ lăng đấng đại bi cứu khổ vì lợi chúng sanh không tu ba la mật chứng vô thượng chánh giác mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chạy anh tô bồ thí gia mô lê sật gia năng năng đi hoàng thân ô hệ hoàn toàn với chạy vô hô hệ chạy gia sư chạy gia măng ca lê a pa ra chi tập băng đàn kê si xê bà ta vi bồ khả rê a pi xê kê sâm bà bù đà năng ai cầm bà tô bà mô đà tị. Nhờ chiến thắng ma vương trên bồ đoàn bất bại dưới cội cây bồ đề địa cầu liên hoa đỉnh khiến dòng họ Thích Ca tăng trưởng niềm hoan hỷ nguyện chiến thắng vẻ vang nguyện khai hoàng như vậy.
sunakatang sumangalang sumapatang suhotitang sukano sumuhonto jasuyetang brahmaja risu thi nghiệp thân khẩu ý hiện thiện và thân chính là ngày cát tường, là thời khắc hanh thông, là giây phút tình buồn. Bà đa khi năng, bà đa khi năng, cà gia cầm măng, qua cha cầm măng, bà đa khi năng, mà nô cầm măng, bà nị thị tê, bà đa khi nà, nị cà tòa, nà la phân ta thêm. Bà đa khi nêm, khi nghiệp thân khẩu ý chân chính và sung mãn thì bốn nguyện thịnh đạt, ai ba nghiệp thanh tịnh được an lạc vô biên. Nguyện đà na tín thí gia quyến cùng thân thuộc được hiểu bệnh ít khổ, thường hạnh phúc an vui, tinh tiến tu Phật đạo, sở nguyện được viên thành. Sịt thi gia chân gà tha sinh thăm mạnh tu sinh thăm mạnh tu sinh thăm mạnh tu đăng phá lăng. Ê ta sminh rắc na ta yasmin sam ba sa đà na chê ta su. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Yang kinh chỉ cu sa la cam mang cát tập bang kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ca tang ye san ta san nhi no an thi ye cha san ta a san nhi no ca tang puan nhà pa lang me hang sap be pa gi pha quang tu te Ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng puôn nhập pha lăng mà giả ye cha tát tha na cha nan ti đề quá gan toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi ye san ta hi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti karani yaman tha ku sa le na yam tang san tang ba dang a pi sa mang cha sang ko chu cha su chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni san tu sa ko cha su fa ro cha am ba kin cho cha san la hu ka hu ti san tin tri yo cha ni pa ko cha am ba gam pho ku le su an anu gin tho na cha khu đăng sam ma cha re kin chi ye na win nyu pa re u pa wa de yung su khi no wa khe mi no hon tu sam be san ta pa wan tu su khi tan ta ye ke chi pa na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man ma ra sa ka anu ka thu la đến tha wa ye wa an đến tha ye cha du re wa san ti a wi du re phụ ta quá sam pha quê si quá sắp bê sanh ta pha quanh tu su khi tận ta na ba rô ba rằng ni cum bê tha na ti mạnh nhẹ tha cánh tha chi năng kinh chi pya rô sa na ba ti kha san nha nan nha mạnh nha sa đúng kha minh chê ya ma ta ya tha ni yang bu tăng ayusa e kaputa manurang khe e wam bi sam ba phu te sumana sam pha wa ye aparimanang me tan cha sam ba lo kas min mana sam pha wa ye aparimanang
Uthang a tho cha ti vi dan cha sam ba thang a quê rằng a sa bát tăng. Tinh thần cha rằng ni sinh no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta minh thô. Ê tăng sa tinh na thinh thầy ya brahma mê tăng vi ha rằng ni tham ma hu đinh thinh. Cha nu ba gam ma Ila wada sane na sampanno kame su vine ya ge thang na hi cha tu gam pha se yang bu na re ti ti. Nắc mô Bích Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và con một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Và con xin kính đảnh lễ Sư Ngài Liễu Tông vừa vào đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa Vato arahato samma sambuddhassa Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tam ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nhà danh cha ca văn su tan cha ban thang a phi tham ma cham mang A cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đăng bắp bồ tha này về ba rì xa và mạnh chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư Niết Bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con xin kính thỉnh Ngài Liễu Tông lên để thử mít ạ. Và sau đó con xin dâng mít lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ con xin mít ạ. Nam mô ta sa pa va to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga va to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga va to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô bích tha gia kính bạch chư tôn hiền gia kính thưa chư cận sư nam và sư nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ nam mô bà gia Nam mô Bích Thai dạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con nghe âm thanh của Ngài rất là rõ. Dạ, đạo tràng, có nghe âm thanh Ngài rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Hoa Sa La. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi, hoan hỷ, truyền trao, quy giới cho chúng con. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng. Kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, và thỉnh Pháp Sư, dạ cảm ơn Nguyên Như.
như thỉnh pháp sư rồi mở hàng vài câu đi rồi giao cho Nhật Quỳnh làm, Nhật Quỳnh chạy không kịp luôn đó. Dạ cảm ơn chị Metta. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ xin mong đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ Nhật Quỳnh đi công việc mới về tới chưa có, không có ngồi trước máy nên không có chào quý vị, kính xin quý vị hoan hỷ ạ. Dạ bây giờ trước nhất Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị, thôi mời huynh kinh mở hàng. Huynh kinh nay cứu Nhật Quỳnh đi huynh kinh. Dạ huynh kinh mở hàng giùm mời để cho nó đắt hàng chút đi huynh kinh. Mặc gì mà mặt đeo có tiếng nhìn cứu huynh, cứu Nhật Quỳnh nha. Nhật Quỳnh kính mời huynh kinh. À, Nam Mô Bích Thà giá, kính lễ chư tôn đức tăng đồng rơm xin kính chào tất cả, và xin kính lễ thượng tọa Liễu Tông. Bây giờ thì đã có hỏi hả? À, thì sẵn lúc trước có hỏi sư về một số vấn đề về thiền tứ niệm xứ, thì sẵn tiếp tục với con hỏi để cho Phật tử được học hỏi những cái pháp thâm sâu nè. À, thì trong kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật có dạy về cái vấn đề mà niệm về niệm hơi thở. Thì trong cái niệm hơi thở đó thì kính thưa sư, thì Đức Phật dạy là quán thân trên nội thân, rồi sống quán thân trên ngoại thân, rồi quán thân trên cả nội thân ngoại thân. Thì theo cái câu này thì theo vấn đề này thì mình phải thực tập như thế nào và phải hiểu nó ra sao thưa sư? Như thế nào là nội thân, rồi nội thân mình quán, bây giờ nội thân còn có lý, rồi ngoại thân là sao quán người khác, thì đây phối hợp cả hai nữa thì phải tập thế nào. À, cung thỉnh thượng tọa Liễu Tông hoan hỷ giải thích ạ. Dạ mô Phật. Nam mô Bụt Thà Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Lý do là tại vì mình dịch những cái đó nó khó hiểu rồi nên mình không hiểu. Thật sự dịch cho đúng là quán thân nơi thân chứ không có trong ngoài hết. Còn trong trường hợp có chữ achatta hoặc phaitta đó, achatta là cái đối tượng mình đang quán xét, còn phaitta là cái đối tượng đã diệt rồi chứ không phải đối tượng đó là ở người khác. Mình nhớ đó, hơi thở mình đang là đối tượng của tapi sambacchano satima đó, cái thở đang thở đó gọi là quán thân. À, còn cái hơi thở mình diệt rồi đó, nơi thân hoặc là trong thân hoặc ngoài thân thì là hơi thở đã diệt rồi ha. Chứ không có cái gì mà đường quán cái của mình rồi xong rồi mình nghĩ tới cái hơi thở người khác cái chuyện đó. Cái đó là cái tâm phóng vật chứ không phải là tâm quán nữa. Thành ra nên hiểu là trong ngoài do như vậy, cái là hiện tại, cái là quá khứ, cái mà đang quán, cái đang sanh và cái đã diệt. Rồi chung cho tất cả các niệm xứ còn lại. Cứ như vậy thì mình hành nó mới được. Chứ còn quán thân trong thân, quán thân ngoài thân thì cái đó không thể làm được. Nói tới cái chuyện gì đó chân mấy. Nó có nhiều người giải thích là ngoại thân tức của người khác. Quý vị cứ nghĩ đi. Quý vị đang ngồi đó, quý vị cái tâm tự nhiên nó phóng ra cái chỗ khác. Mà nó ở đâu ở chỗ mà mình đang quán nè, cái đó là cái tâm gì, nó không còn là niệm xứ nữa. Nam mô Bích Thà Dạ. À, xa thứ, à, kính rằng và lưu tâm. À, nhưng mà theo như sư nói thì cái quán ngoại thân tức là quán về những cái hơi thở nó đã diệt rồi, mà thì khi mà nó đã diệt rồi thì làm sao mình quán được sư? Nó thuộc về quá khứ rồi làm sao mình quán được? Dạ, con cũng thỉnh sư giải thích thêm cái chỗ này. Dạ, qua Phật. Nam mô Bích Thà Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư thiền tinh đồng rùm. Thực sự ra đó mình nói việc đó là mình nói theo cái danh từ đời với cái hiện tại mình đang quán đó, nó có ba loại khác nhau. Cái mình thấy được gọi là sảnh tà tị bạch chu banh na, tức là cái sự liên tục của cái pháp đó, cái sự liên tục của pháp đó. Thì thí dụ như bây giờ mình nói là
mình tâm có tham biết có tham, thì cái tham đó nó phải diệt thì cái tâm khác mới biết được. Tại sao gọi vẫn gọi là hiện tại? Nó đã diệt rồi, nhưng mà diệt trong cái thời gian ngắn nhất mà cái tâm, cái lộ trình tiếp theo có thể biết được đó, vẫn gọi là hiện tại như thường. Nhưng mà cái danh từ trong Pali gọi là sánh ta thị bạch thục bành ná, tức là cái sự liên tục của cái pháp đó. Thì ngược lại cái hơi thở cũng vậy, chứ mình đừng nghĩ là nó diệt là mình không, dòng là nó diệt là nó mất thiệt á, nhưng mà nó vẫn còn cái để mình biết được chứ không phải không. Đó. Thì cái diệt đó gọi là bạch trục banh, nghĩa là hiện tại mình thiên về quá khứ, còn cái mình đang quán là thì hiện tại nó đang ở trong cái mà nó vẫn rõ ràng thì mình ấy vậy, còn cái mà nó qua rồi đó thì vẫn là hiện tại như thường. Mà hiện tại nó nghĩa là rất là ngắn chứ nó không có xa, ví dụ như một vài tỷ lộ trình tâm thì mình quán là không được rồi, nó mất mất luôn rồi. Chứ còn nó vừa qua đó rồi sao được, rồi nó không có mất đâu em, nên mình phải hiểu chuyện hiện tại là cái chỗ đó chứ không phải là hiện tại là nó diệt mất. Nó diệt trên nguyên tắc ba la mắt thả thì nó diệt mất, nhưng mà trên cái sự níu kéo của cái những cái nhân duyên liên hệ với nhau đó thì mình vẫn thấy được như thường nha. Bởi vì cái lý do thấy là trong bạch thả ná nó có cái câu mà ạch thị và nách, không có không có nghĩa là nó mất hẳn nè, chỗ đó phải nhớ chỗ đó. Chứ còn nếu mình nói không có là mất hẳn là nó cái đó là không ai quán được cái ba la mắt thả cả. Tâm có tham biết có tham thì không thể nào quán được cái đó cả, bởi vì cái tham nó diệt rồi thì cái trí tuệ, cái niệm với cái tuệ nó phát sanh, nó sao đó nó mình nói dài lộ trình tâm thì không thể xảy ra được, sao đó hàng ngàn là tỷ lộ trình tâm mới vẫn biết được cái đó, vẫn gọi là bạch trục bạch na như thường, tức là hiện tại như thường. Nam mô Bích Thầy á. Xa thứ kính trời thượng tọa Lưu Tôn. Rồi tiếp theo có câu mà Đức Thế Tôn ngày dạy là quán tánh sanh khởi, tánh sanh khởi trên thân. Thì theo như vấn đề sanh khởi nó vừa sanh lên thì sao mình quán được chứ? Nó lúc đó nó đang cái lộ đề tâm nó mới vừa cái sắc na tâm nó sanh lên thì làm sao mình quán được cái sanh khởi? Nó diệt thì như sư nói thì nó đã qua thì mình có thể quán được, giờ nó sanh khởi thì làm sao mình quán được? Dạ, con cũng thỉnh sư giải thích thêm ạ. Nam mô Bụt Tha, giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra quán sự sinh khởi thường thường về sắc pháp nhiều hơn là danh pháp. Danh pháp cũng có chỗ nó nói vậy, nhưng mà cái đó thì chúng tôi chưa tới thì chịu, nhưng mà tại sao danh pháp sắc pháp thì quán được? Bởi vì cái sắc pháp nó đồng sanh với tâm, nhưng mà nó đập sau tâm nó 17 sát na, đặng nó nhớ chuyện đó. Cho nó có thể thấy được cái sự sinh khởi cho đó đối với sắc pháp. Còn đối với danh pháp thì chúng tôi không chịu, hai cái đó thì chưa đủ khả năng để có thể để chứng minh hoặc trả lời cho quý vị đó được. Mà nó không phải là gì giống như dễ như mình nói, mình thường thường cái đó là chỉ bậc nào mà ta tới nơi rồi ta mới còn có khả năng giảng giải, chứ còn nó chưa tới đó được. Nam mô Bích Thầy. Dạ, xa thứ kính trời thượng tọa Lưu Tông. Rất là tuyệt vời. Mời quý vị cùng thề cúng lên sư, mong là cho quan hỷ rồi quý vị ngồi im ru đang có hiểu không biết nữa. Những cái bài pháp, những cái câu giảng của thượng tọa Lưu Tông rất là tuyệt vời, nó ứng dụng vô pháp hành luôn nha, chứ không phải là đơn giản dân hoa cúng dường là lên. Ít ai mà nói mấy cái này cho quý vị nghe lắm đó nha. Rồi tiếp theo con cùng thỉnh sư giải thích thêm cái vấn đề mà Đức Phật nói rằng là vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở đời. Bây giờ đang lúc mà hành tứ niệm xứ như vậy thì mà nói rằng là không có chấp trước, không có nương tựa thì làm sao mà tu quán chỗ nào, lấy cái gì mà mình để rồi mình hành xem. Phải có sự dính mắc, sự chấp trước, sự chấp bắt cảnh rồi mới tu được. Thì như vậy cái câu này thì để nói lên một cái ý nghĩa sâu xa như thế nào. Con cùng tỉnh được tội với con ạ. Nam mô Bụt Tha, giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì điều đó nói chứng nói lên cái sự nữa là chỉ có danh sắc quán danh sắc mà thôi, chứ không có cái khi nào mình chấp trước, tức là có phiền não, tức là tứ thủ nó đã nhào vô rồi, chứ nó không còn ở cái trạng thái ấy nữa. Thường thường chúng ta đi đâu chúng ta cũng mang theo cái tôi cái ta rồi theo.
mà có cái tôi cái ta thì quán cái gì nó cũng không thấy hết á, quán gà cũng không thấy luôn. Thành ra nên nhớ khi cái đó đó, từ đầu Đức Phật nói là những cái pháp quán là pháp nào, Atabi Sambacchano Satima. Thành ra Atabi Sambacchano Satima nó biết cái gì, chứ cái đó không có dính vô mình, không có dính ta, tôi ta biết. Mà khi dính vô tôi ta biết, tức là nó bị cái gì trở ngại rồi ha. Thành ra nhiều khi mình thấy cái gì đó rồi thì cái tôi nó vô liền à, chứ nó không ở không. Thành ra khi nào mình dựa vào là không có dựa vào được cái gì cả. Atabi Sambacchano Satima đó, ba cái pháp đó đó, nó không đi tìm ai hết á. Cái gì nghĩa là ba cái mắt thả, nghĩa là biểu hiện ra để cho nó thấy thôi, chứ nó không đi tìm. Nó nhớ chuyện đó, bởi vì nó cũng sanh là diệt thì nó đâu có thời gian đâu nó đi tìm ai. Chính cái người, cái chính cái pháp quan sát và cái pháp bị quan sát đều sanh diệt giống nhau, nó đi theo cái chu kỳ của nhân duyên nhân quả và thôi. Còn khi mà chúng ta dựa vào cái hình thức mà có người quán đó, nó mới đưa tới cái đó, nó mới đưa tới những cái chuyện mà Đức Phật nghĩa là nhắc nhủ là không nên để cái đó nó lọt vô. Bởi khi nó lọt vô được là nó không có thành quán niệm xứ nữa, mà nó thành người, người làm cái gì đó ha, có chúng sanh làm cái gì đó. Nhưng mà quý vị nó nhớ tiền tướng xứ là nó không có dính dấp chúng sanh trong đó, không có chúng sanh trong đó. Nhưng mà đối với ngôn ngữ đó, ví dụ ngôn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, trong Bali nó tới bảy điều đó, sẽ sạch tâm yêu từ e cả quá chánh á cho tới sạch tâm yêu quý phát tị đó. Thành ra thường thường mình dịch theo cái đó thì nó bày ra cái tôi, cái ta rồi này kia em sùm. Chứ còn nếu mà không có, mình không, mình chỉ dựa vào pháp để mình biết cái pháp nó đi theo cái chu kỳ của nó như vậy. Và cái pháp mà theo biết nó cũng đi theo cái chu kỳ nó vậy. Cái pháp mà biết nó không có đi tìm cái thực tánh pháp, mà cái thực tánh pháp bị biết á, nó nằm đó nhưng mà nó ở trong cái điều kiện để cho cái pháp nó quan sát thấy được mà thôi. Nó nói ra nó rất là khó hiểu, nhưng khi mà mình tập cho tới khi nào mà cái tâm mình nó ở trong những cái pháp quan sát với cái pháp bị quan sát á, nó nhuần nhuyễn nhau đó, thì mình sẽ có kinh nghiệm được cái đó. Còn nếu chưa được mình không có kinh nghiệm. Bây giờ hãy cũng tôi thấy tôi nghe tôi là chứ không có cái lúc nào mà cái pháp nó đi theo chiều hướng đó. Là cái này rất là vi tế, quý vị khi nào gặp thiền sư thứ thiệt hỏi để ngài giải thích cho quý vị, chứ chúng tôi cũng không có đủ ngôn từ để giải thích cho nó rõ ràng ha. Nam mô Bích Thầy á. Xa thú à, kính chào thần tử vâng. À, câu này cũng không phải dễ nha, không phải dễ cậu dễ giải thích cho nó rõ ràng cũng rất là khó. Thì con xin phép sư tự Bảo Lý Long khoảng chừng 5 phút để thông báo cho quý vị về cái lớp học á, vi pháp á. Nói cô Nhật Quỳnh có sư Trí Đức, thỉnh sư Trí Đức cho biết con, tại vì 2 tuần sau con kẹt á, thật ra muốn dời lại ngày thứ 3 bên Mỹ, tức là thứ sáng thứ 4 bên Việt Nam á. Thì không biết sư Trí Đức thấy thì sao, tại vì thứ 5 con kẹt là 2 tuần liên tiếp, muốn dời lại thứ 3 hết 2 tuần đó, thì cùng thỉnh sư Trí Đức, có mặt đó mà. Hello. Hello. Không thấy sư Trí Đức vô tay. Muốn thông báo là cho sư Trí Đức biết là được không, nếu được thì sắp xếp đổi rồi, tại vì thứ 5 con kẹt là đổi là 2 tuần đó, ngày thứ 3 hết, thứ 3 tuần này, thứ 3 tuần sau nữa. Xin nhắc tí là dạ, có gì cho xin Nhật Quỳnh biết về cái giờ nhất đổi lại là cũng nghe giống vậy, nghe nói tuần sau ngày mai đổi giờ bên Mỹ làm sao nó lộn xộn vậy đó. Dạ thôi thì đổi lại thứ 3 nha. Dạ rồi, dạ xa thú, dạ cái trang xin. Rồi để con tiếp tục câu hỏi thường đội Lưu Tông tiếp cái vấn đề mà nói cái vụ mà tôi ta là nó, thì trong cái kinh nó dịch cũng có cái vấn đề này, con thấy không biết sự theo từ tuổi tông thì nó như thế nào. Nhưng mà tỷ nói về cái đi nó, rồi tỷ kheo đi tuệ đi, rồi tôi đi rồi đứng rồi tuệ đi, rồi tôi đứng rồi ngồi, tôi ngồi nằm rồi tôi nằm, thì như vậy thì cái câu kinh như vậy thì mình phải
hiểu như thế nào để cho nó một cách là nhất quán được nhà con cùng thánh chưa? Nam mô Tà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị, cái đó là trong chú giải giải thích thí dụ đi đi nó rất là rõ ràng, không có tôi ta tôi ai đó trong đó đó, mà khởi đầu cái câu đó đó là sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh nó cách trả mi tỳ chia tăng ngũ bạch cha tỳ, tức là sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh tăng qua văn chánh nê tỳ, sự suy nghĩ đó là phát sanh chất gió qua vô biên giác tinh cho nê tị, chất gió chuyển động thấy rõ ràng, không có chỗ nào là có ông A ông B bà C trong đó hết. Cái sự suy nghĩ là gì? Tức là cái hoạt động của tâm, một số cái tâm sở liên hệ với nó, thì cái tâm với cái số một số cái tâm sở liên hệ tới nó đó, nó phát sanh trong một hai lộ trình tâm thì nó làm cho chất gió phát sanh, và khi chất gió phát sanh thì chế chất gió nó chuyển động, chứ không có ai trong đó cả. Chứ nếu mình không đọc chú giải thì mình không hiểu, mà mình cứ giả nó đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, đứng biết là đứng, nói về chú biết phải có người mới biết được chứ. Cái pháp đó, còn cái pháp đó thì nó vận hành với nhau, mình nói pháp này biết pháp kia thì mình nói theo đời thì được, chứ còn mình nói theo từ tiếng pháp thì nó rất là nghĩa là tối nghĩa, rất là tối nghĩa, mà cho cả năm cũng vậy. Sẽ gia mi tỳ chiệt tăng ngũ bạch chất tỳ, chúng tôi dịch cho suy nghĩ là chỉ từ chế chiệt tăng đó, sẽ suy nghĩ sẽ nằm phát sanh tăng qua văn chánh nê tỳ, sự suy nghĩ đó làm phát sanh chất gió, chứ không có chỗ nào tôi suy nghĩ tôi sẽ nằm, là tôi nằm tôi biết tôi nằm tôi ngồi tôi biết tôi ngồi, cái đó là dịch cái kêu đời quá không được, cái kêu đời sao thấy thực tinh pháp được, không có thực tinh pháp đó. Nên nhớ hành tiền tới mình xứ rồi nếu thấy là phải bỏ cái tôi cái ta, chỉ có hoạt động nó, chỉ có ngũ quẩn nó hoạt động với nhau thôi đó. Chứ không có cái tôi ta trong đó, thành ra những cái đó là nó dựa vào danh sách thôi, chứ còn không ấy. Thành ra mình hiểu phải hiểu theo kiểu danh sách chuyển động, danh sách nâng đỡ nương nhờ với nhau thì lúc đó mình mới có thể hiểu được. Chứ còn nếu mà mình dịch theo tiếng Việt mình đi biết là đi, nghĩa là hoặc thở biết thở, thở dài biết thở dài, mà thở ngắn biết thở ngắn, thì cái đó nó chơi thì được, chơi pháp hành thì không có đâu quý vị. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thú xa thú. À, kính đường Thượng Tọa Lưu Tông. À, rất là tuyệt vời. À, xin quý vị cúng dường hoa cho sư, và quý vị chuẩn bị những cái câu hỏi gì mình muốn hỏi chúng ta hỏi cũng để cho nóng máy lên. À, thì kính thưa Thượng Tọa Lưu Tông, khi mà vô pháp hành thì nó luôn luôn là nó liên hệ đến sáu căn của mỗi một chúng sanh. À, thì bây giờ ví dụ như bây giờ mà mình thấy một sự vật gì đó, nhìn thấy một sự vật hoặc là nghe một cái âm thanh gì đó, thì bây giờ mình chánh niệm, mình chánh niệm chỗ nào thôi chứ, là khi vừa nhìn thấy nó một cái là mình biết rồi, thì mình thấy người đẹp là biết đẹp, thấy xấu là biết xấu, là nghe âm thanh hay là biết, nghe âm thanh dở là biết, ngồi đang ngồi thiền nghe mà kế bên mà ngái mầm là nổi tâm sân rồi, thì giờ mình chánh niệm chỗ nào vậy? Theo cái phương pháp thực hành thực tế nó sử dụng như thế nào nhà con cùng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị quan sát thì quý vị có niệm ngay cái chỗ mình xúc được á. À, thường thường mình không có tập thường thì nó cái tâm mình nó chậm. Mình biết là nó trải qua có bao nhiêu lộ trình tâm rồi. Cái dụng sắc mà nó xúc vô con mắt á. Nha. Âm thanh nó xúc vô sắc thần kinh lỗ tai á. Thì thường thường đó ngay chỗ đó mình không có biết. Cho tới khi nó qua dài 3.000 tỷ cái lộ trình tâm rồi mới biết. Mà mình biết thì cái tâm mình nó dựa vào chế định, nó phát ra cái âm thanh liên quan tới chế định đó. Đó. Ví dụ như giờ mình nghe cái âm thanh, nhưng thực sự ra đó cái âm thanh đó nó không có ý nghĩa gì đó, nhưng mà mình nghe mình biết đó là bài hát của cô ca sĩ này hát, cô ca sĩ kia hát, tức mình vô cái chế định rồi.
luôn luôn mình quán trật, quán tới trật này tới trật nọ là vậy. Nên còn nếu mình xúc ngay chỗ cái đó đó chậm, nghĩa là chợ có thể chậm chút nhưng mà đừng để cái chế định nó vô, bởi chế định nó vô nó mang theo ý nghĩa của cái đó, cái điều đó. Mà khi mình mang theo ý nghĩa của điều đó đó, cái lỗ tai mình nghe mà mình biết cô A hát tức là trật rồi. Bởi vì cái âm thanh thì đồng ý theo chế định đời thì nó là của cô đó nói hay của anh đó nói hay của chị đó nói. Nhưng mà khi mình quán danh sách mà có cô này cô nọ hay là bà này bà nọ thì trật lất rồi, nó mất như vậy. Thường thường đó, mình nhìn mình không có nhìn con mắt mà mình nhìn ngoài con mắt. Ví dụ như cái màu sắc của cái hoa nó vô nó xúc với con mắt của mình là cái tâm mình nó chạy ra gốc cây, nó biết đó là màu của cây gì liền. Chứ nếu mà cái mình nó dừng ngay chỗ cái xúc của con mắt đó, thì nó đừng chạy ra gốc cây, rồi sao mình biết đó là cây gì, hoa gì. Mình cái người mà đang trợn mắt hay là xì ra những cái danh từ mà khó nghe chứ với lỗi nó xúc vô tai mình, nếu mình bắt được ở chỗ đó thì nó gác, mà cái tâm mình nó chạy ra cái chỗ người đó đang đứng múa mày quay cuồng thì nó gác liền, thấy không? Tại nó thường thường mình không có thấy trong con mắt, không nghe trong lỗ tai, không có ngửi trong mũi, mà mình thấy cái ngoài cái đối tượng đó, cái tâm mình nó thấy là thấy ở ngoài cái đối tượng đó, ngoài xa lắc xa lơ vậy đó. Thành ra mình cứ thấy từ sai này tới sai nọ, trật này tới trật kia mà mình đâu có biết. Mà không phải mới đây, trong hàng ngàn A Tăng kỳ kiếp rồi mình cũng cái kiểu đó mà nó lặp đi lặp lại cho tới bây giờ đó, mà vẫn còn tiếp tục lặp đi lặp lại thì mình biết con người mình ngon thế nào rồi, thấy không? Anh nó tập từ đã tới tập đi tập, thấy trong con mắt, nghe trong lỗ tai, ngửi trong lỗ mũi, mà nếm trong lưỡi, mà xúc ở trong thân. Chứ đừng bây giờ mà thấy ở ngoài đó, quý vị thấy ngoài là quý vị tiêu. Quý vị thấy cái, nhìn cái hoa mà biết cái cây gì là tức là mà cái tâm mình nó ra nó trụ ở trong cái cây đó rồi. Mình nghe cái tiếng hát là mình biết cô đó hát, tâm mình chạy ra cô đó hát rồi, cho nên không còn là cái âm thanh của bài hát nữa. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thứ, à, kính thưa quý vị, à, này cũng gai go, kính thưa quý vị, pháp này coi thấy trước mặt mình nhưng mà không phải dễ ăn cả một cái vấn đề chứ không phải chuyện đùa. À, thường thường chúng ta bị rơi vô trong cái dính mắt về cái tục đế hết, khó, rất là khó. À, cũng như giờ như sư Lợi Tông nói, giờ mình nhìn thấy cái đó giật cái cảnh sắc nó vô cái tâm mình nó chạy ra ngoài rồi. À, nó chạy tốt ngoài thì theo như sư thấy cái vấn đề này thì nó như thế nào, tại sao cái tâm mình nó lại chạy ra được sư? À, có phải là chính vì cái chỗ nó chạy ra bắt cảnh sắc bên ngoài, nhìn bên ngoài nó chạy ra người đó, mình thấy rõ ràng cái tâm mình nó nhìn ra ngoài đó chứ không phải nó nhìn ngang mắt. Mà nó nhìn ra ngoài đó thì từ cái chỗ đó mày ông nội mà luyện võ, mấy ông nói là luyện về nhãn lực, nhìn ra lát cái sắc nó cong nó thì cái này thì cái tâm mình nó chạy ra ngoài là chạy như thế nào? Dạ con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kinh Thưa Quý Vị. Tại vì bao a nhiêu a tăng kỳ thì mình không có luyện để cái tâm nó nhúng nhích cái kiểu đó, thì bây giờ nó thấy nó phải nhúng nhích kiểu đó thôi. Bây giờ nó thật sự quý vị đó, hen, con mắt quý vị thấy người đó ăn me, mà tại sao quý vị chảy nước miếng là sao? Phải không? Tại vì cái tâm nó chạy ra ngoài đó rồi, chứ nó đâu còn ở trong con mắt nữa. Nếu ở trong con mắt thì làm sao mà chảy nước miếng được? Mà mình đã là lặp đi lặp lại cái chu kỳ đó nó bao nhiêu tăng kỳ kiếp rồi, nên bây giờ thấy rồi vậy đó, hen. Người ta răng mình đau răng thế người ta đau, thấy không? Thành ra bây giờ mình phải tập. Nhưng mà chúng tôi nói là tập để thấy trong con mắt, nghe trong lỗ tai, ngửi trong lỗ mũi. Nghĩa là cái gì đó, cái mùi mà nó vô lỗ mũi thì mình chỉ biết tại cái lỗ mũi mà thôi. Đó. Dùng cái niệm nó biết tại cái lỗ mũi rồi thì nó không có chuyện gì nó xảy ra đó. Đó. Chứ nhưng mà khi mình nghe cái mùi thấy cái gì đó, cái tâm mình nó chạy cái ra ngoài cái chỗ đó là biết chắc chắn là mình không còn kiểm soát được cái nữa rồi.
Thì đa số cái gì tới nó phải tới thôi, nó theo điều kiện của nó chứ nó không theo điều kiện của người quan sát nữa. Đó. Thì nó tự nhiên nó khó, phải tập chứ, mình không tập đâu có được. Khi mà mình tập vậy thì nó mới bớt, không thử quý vị cứ tập vậy biết rồi nó bớt à. Nghĩa là tập thấy trong con mắt đi, thí dụ mình thấy rồi mình cố gắng mình để cái tâm trong con mắt mình đó, là nghe đấy. Hoặc là thí dụ như cái dễ tập nhất là quý vị tập trong cái thân đó, thí dụ như gió nó chạm vô đó, thì quý vị đừng có để nó chạy ra, chỉ biết chạy cái thân lúc đó nó là cái gì. Tại vì thân là nó có hai cảm giác là khổ hoặc lạc thôi, là mình quan sát được cái đó thì mình tập lần lần nó được. Còn cái mà nó khó nhất là con mắt là mình khó tập, tại vì từ xưa giờ mình không có đề phòng được, mình không có tập đó. Hồi xưa giờ chúng tôi có bài cho những cái người mà muốn tập đó, tập cho cái lỗ tai trước, quý vị thâu vô băng tiếng chuông á, nhưng mà đừng có liên tục. Ví dụ vô bon 5 giây sau bon, 10 giây sau bon, 2 giây sau bon vậy đó. Quý vị vô phòng kính, quý vị tắt hết đèn, quý vị ngồi ráng cố gắng để cái tâm vô lỗ tai. Để cái niệm vô trong lỗ tai á, mở cái máy đó lên. Đó. Quý vị tập thì biết liền à, nó mà giờ cái bon mà nó vô trong lỗ tai quý vị mà quý vị không có niệm, bảo đảm quý vị giật bắn người lên chứ không nói thế nào. Là biết tiếng chuông là trật lách rồi. Đó. Tập từ từ biết cho tới khi nào nó quen, nó vô chỉ biết tại cái lỗ tai đó là quý vị biết cái sự mầu nhiệm của nó như thế nào. Quý vị tập cái đó là biết mình làm được hay không. Đó, và tập tiếng chuông đó, thâu vô trong cái cell phone nó vậy đó, vô trong cái phòng tối cái mở ra, tắt hết, đóng cửa để cho đừng nghe âm thanh ngoài chứ mở. Rồi quý vị để tay trong lỗ tai đó, bảo đảm quý vị giật bắn người lên chứ không có quan sát được liền đâu. Ít nhất phải thời gian sao mới vô mới biết cái âm thanh mà nó xúc vô cái trong lỗ tai nó rung động như thế nào là biết. Lúc đó là có kinh nghiệm nó sẽ thấy mới tập qua những cái giác quan khác. Chứ còn thường thường mình thấy nghe nếm ngoài cái chỗ của nó đó, chỗ mà mình đáng phải để tâm để cho niệm mình vô đó, nhưng mà mình không bao giờ làm được tại vì mình không có tập. Cái gì không tin về tập thử thời gian biết liền. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sao kính thưa anh Phật tử toàn, quý vị tập nhìn mắt nhìn đó, tập như coi chừng bị lé nha. nhìn ngay mắt nhìn lát hai mắt nó chạy vô cái liền riết lé xẻ luôn. Lúc đó đổ thừa Sư Tử Tông chỉ tập bị lé trơn. Là một cái thời kính thưa Sư Tử Tông nói về cái âm thanh đó. Thì con thấy ví dụ như bây giờ âm thanh nó tới cái lỗ tai của mình, bây giờ mình tại vì cái âm thanh đó không phải là mà một cái âm thanh mà nó là do nhiều cái sóng âm nó mới kết hợp thành được một cái âm thanh. Thì giờ mình tác ý mình quán về cái sóng âm nó sanh diệt nó vô như thế nào, thì lúc đó mình tác ý như vậy mình quán về được không sư? Phải con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích về vấn đề này. Nam mô Bích Thầy Gia Kính Bạch Kiều Tôn Hiền Gia Kính Thưa Chư Quý Vị. Cho khá là mình tập để mình quan sát cái khi mà cái âm thanh mà tiếp xúc vô trong cái sắc thần kinh lỗ tai mình đó, cái trạng thái nó như thế nào, ví dụ nó rung hay nó ngân hay là nó nghe gì đó, mình tập cái đó trước rồi sau này mình mới tập nghe âm thanh được. Chứ còn mình chưa tập cái đó đó, thường thường mình nghe âm thanh cái là nó chạy liền, cái tâm mình ra chỗ phát ra âm thanh liền. Quý vị làm nó thử một vài ngày quý vị biết liền à, khi ta còn cái nào tâm quý vị ở trong lỗ tai được đó, cái âm thanh nó vô lỗ tai nó khác, quý vị không nghe âm thanh đâu, mà quý vị có cảm giác như có cái gì nó chích vô cái lỗ tai của quý vị đó. Bởi vì quý vị mới ban đầu mà nó vô cái là nhiệt bắn người lên là vậy đó, nghĩa là nó nhói trong lỗ tai luôn á, chứ không phải nhỏ dễ đâu. Mình tưởng bình thường mình thấy nó nhỏ, chứ mình ngồi yên trong phòng kính mít vậy đó, mình mở thì biết. Mà tập lần lần về nó mới quen, mới thấy được. Rồi lúc đó mình biết tại sao mà mình có thể mình điều chỉnh cái sau này mình có thể mình điều chỉnh cái sự nghe âm thanh của mình được.
để cho nó cái tâm nó cái tâm mà nghe cái nhận thức cái nhĩ thức nó đừng có chạy ra ngoài được, chứ còn không là dễ chết lắm. Như vậy tập thử rồi biết à, nó một thầy á. Dạ, xa thứ dạ, kính tri ân thượng tọa cho tâm. Dạ, trong cái vấn đề mà ngồi thiền mà quán hơi thở, thưa sư, khi mình quán sát hơi thở vô hơi thở ra thì nó có tạo ra âm thanh, thì như vậy cái âm thanh đó thì theo như sư thì bây giờ phải quán cái âm thanh đó như thế nào, khi mà mình thở vô thở ra nó nghe cái tiếng, nó nghe cái tiếng thở vô khò khè, thở vô thở ra nó nghe, mình nghe rất là rõ. Tại vì cái âm thanh đó với là cái hơi thở hai cái cùng lúc thì mình phải quán sao rồi con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa quý vị, mình đang quán hơi thở thì mình nên quán hơi thở. Mà quán hơi thở không có nghĩa là mình theo hơi thở, mình quán cái xúc của hơi thở vô sắc thân kinh thân. Đó. Cái tâm mình nó nghiêm được ngay chỗ đó, ngay chỗ xúc mà mình nhận được, ví dụ dành lỗ mũi hay cái gì gì đó, hay là cái môi cũng được, nên người nào môi dảnh chút á, quan sát ngay cũng thấy sự xúc đó. Thì mình chỉ để tâm cho đó, đến quan sát cái xúc đó để mình biết hơi thở. Chứ còn nếu mình không có cái tâm mình nó không ở chỗ đó đó, thì chắc chắn là cái sự cọ quẹt hay cái âm thanh gì của nó phát sinh của cái môi trường hơi thở đó, nó sẽ làm cho cái tâm mình nó nhào tới nhào lui, chứ nó không còn ở một chỗ. Mà khi không ở chỗ đó, lúc đó là mình quán hơi thở cũng không được, mình quán âm thanh cũng không được. Tại vì mình ở giữa lưng chừng giữa hai đó, thành ra khi mới đầu vô mình tập cái loại gì cái đã. Ví dụ mình tập để cho nó có cái kinh nghiệm về vấn đề quán hơi thở trước, rồi sau đó mới quán những cái vật phụ thuộc của nó. Còn nếu mình chưa có kinh nghiệm mà thấy cái nào, thí dụ như nghe cứ chạy theo âm thanh rồi suy nghĩ, chạy theo suy nghĩ, cứ chạy theo dễ hoài, thì cái tâm mình nó đâu có đủ năng lực để nó làm việc đó, phải không? Nên là từ đầu là cái gì là phải một cái trước đã, để mình nhìn xem cái khả năng của mình nó cỡ nào. Chứ còn cái đầu mà cứ nghe lời mấy thầy mà dạy, cái gì cũng phải biết hết á, rồi nó ngứa cũng biết rồi, cái gì âm thanh ngoài máy bay bay cũng biết, xe chạy cũng biết, cái điều đó thôi, khỏi hành điều luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. À, sao thôi, à, mới thấy hình như có ai giơ tay hả? Ai à, có người giơ tay phải không ta? Có gì cho biết rồi phải không? Tại cái máy này nó hiện không rõ. Rồi, ok, dạ, rồi xuống mic. Dạ, mà kính chào sư Lữ Tông và diễn đàn. Thưa sư, cũng có hai cái phần cái thắc mắc nhỏ này. Là khi mà một người mà quán về thân hành niệm, thì làm sao mà người đó cái tuệ mà tuệ đầu tiên gọi là tuệ phân biệt danh sách đó, danh sắc đó là một cái tuệ đầu tiên, nhưng mà khó nhất làm sao cái tuệ đó nó xuất hiện, thưa sư. Và hồi nãy sư có nói tới cái phần mà chú giải của tứ niệm xứ, cái phần chú giải đó là do ai viết ra, thưa sư, và con có tra trên internet thì không thấy cái phần đó, phần chú giải về tứ niệm xứ có lẽ là chưa dịch ra tiếng Việt hay sao. Dạ, kính mời sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, trước khi mình thấy danh sắc được là nó qua rất nhiều chuyện, chứ không phải dễ giống như mình nghĩ. Ví dụ mình quan sát giống như nãy giờ chúng tôi nói đó, quan sát qua mắt tai mũi lưỡi thần ý trước những cái gì nó tiếp xúc vậy đó, lần lần mình mới nhận dạng ra được nó. Mà nhận dạng ra được nó như vậy rồi đó, rồi nó mới tới những cái nó sâu xa hơn, là liên quan tới những cái danh không ha. Ban đầu thì vừa giờ sắc nhiều, vừa xanh, rồi vừa vào cái nhân gần đó, nhân làm phát sanh cho danh sắc này kia ông chồng đó, thì mình mới biết được cái đó là danh, cái đó là sắc như thế nào. Chứ còn nếu mình chưa tới đó thì rất là khó khăn, đang rất là khó khăn để mình có thể biết được. Còn cái vấn đề đó thì Quỳnh vô trong cái website, để chúng tôi coi website đó tên gì cái đó, website tên gì, nhưng mà hình như là họ chưa có dịch.
chúng tôi nhờ là biết được chút chút Bali rồi đó. Thấy chứ không? Chứ còn người coi ta cả thả đi khá đi cả giá mà vắt anh ta để coi để coi quý vị trả cho bây giờ chúng ta tìm em đây cái đó nó nằm đâu. Hãy cho quý vị coi thì rảnh để nghiên cứu. Đây là cô Nhật Quỳnh, đây thì cứ coi cô nằm đâu đấy lấy giùm cái này, khoảng cô tính đâu đấy. Cái đó là chú giải của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì cô Nhật Quỳnh mà post lên trên internet cho coi rồi để cho họ thấy cái đó là coi rồi quý vị vô đó liên hệ là Kaya Nubacana Satipatthana rồi. Rồi quý vị vô cái website đó quý vị thấy, quý vị sẽ xuống cái chỗ thấy thì Iriya Ba Thà Bột Phá nha. Nó sẽ có cái đoạn mà chúng tôi vừa nói đó, vừa nói ví dụ như cái nó sẽ định nghĩa như thế nào ha. Kinh Karana Kachati đi là như thế nào thì nó họ giải thích là chia ra chiết tại kỳ gia qua vô tha tụ với phả rề na khách thật tị sẽ chuyển động của chất gió được gọi là đi chứ không có ai đi trong đó đó, đó đây là cái đó đó. Quý vị rảnh thì vô đó coi sẽ thấy ha, hoặc là đem cái chú giải tới cái gì nào mà biết Bali đó nhờ họ giải thích giùm cho chúng tôi thì không có nhiều thì giờ đi giải thích từng câu, chỉ giải thích sơ sơ mấy cái đó thôi mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giác. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Trần Phụng. Và Trần Phụng đã vô được cái link đó chưa? Và vì mình thấy trên màn hình cũng có một vị đưa một cái website lên là có chú giải. Dạ. Vậy Trần Phụng có còn câu hỏi không ạ? Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Trần Phụng đã mở được cái link đó chưa? Và đã còn có gì thắc mắc nữa không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, Quỳnh Kinh ơi, Quỳnh Kinh còn câu hỏi không? Quỳnh Kinh còn câu hỏi không thì xin tiếp tục ạ. Quỳnh Kinh đặt có những câu hỏi rất là hay. Dạ, kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Cắt ngang câu chuyện cái không biết nãy giờ sư nói tới đâu rồi. Là phải dựa trên cái vấn đề sư đang trình bày mới hỏi tiếp thì nó mới rõ vấn đề này. Để coi lại suy nghĩ coi giờ nói thì giờ bắt vô cái vấn đề mà đi kinh hành nha, coi cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích về cái vụ mà đi kinh hành này cũng rắc rối. Thấy nhiều đường thiền dạy đi phải rồi trái rồi dở rồi bước rồi đụng rồi đạp này kia thì theo như vấn đề này thì con thấy nó có cái gì đó nó không ổn cho cái vấn đề này, tại vì dơ bước đụng đạp cái đó là những cái thuộc về chế định pháp á, thì giờ làm sao để mình có thể mình an trú tâm mình vô được trong cái paramattha được, thì theo như phương pháp như thế nào thì cục lãnh sư hướng dẫn cho Phật tử được nắm được điều này.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư vị. Tại vì mình vô trong đó mình không có pháp học, thành ra mấy ông thiền sư phải bày ra những cái đó gọi là phương tiện để cho cái niệm nó làm việc thôi. Xin thưa với quý vị đó, tất cả trường thiền mà quý vị đi vô đó mà quý vị không có pháp học á, thì những cái đó chỉ là phương tiện để quý vị, nghĩa là phát huy cái niệm mà thôi, chứ không phải là hành thiền. Cái gì nên nhớ chuyện đó, phát huy cái niệm mà thôi. Cái niệm nó có việc mà bắt lấy các cử động của thân qua một số chế định, chứ còn bước dở bước đạp té ngã dùm sùm cái đó chỉ là phương tiện chứ không phải là pháp hành. Quý vị muốn biết pháp hành mà hành liên quan tới tứ niệm xứ rồi quý vị phải học di diệu pháp cho tới đúng mức nha. Những trường thiền khó khăn thì họ đòi hỏi Phật pháp di diệu pháp trung cấp, và cái di diệu pháp trung cấp mà nói biết danh sắc nó tranh diệt như thế nào, nó có những cái gọi là trà tụ lắc hành hạ đó nha. Nhiệm vụ nó là gì, phần sự là gì, nhân gần là gì, này kia em sùng, để mình có thể biết được cái sự liên hệ giữa cái pháp học với pháp hành. Còn nếu mình không có sự hiểu biết đó thì thường thường đó, những cái phương tiện đó để người ta tập cho quý vị có niệm thôi, chứ không phải là hành thiền gì hết á. Khi nào hành thiền là phải có đủ Atapi Sambacchano Satima, còn cái này là chỉ niệm mà thôi, niệm bắt lấy chế định các cử động của tôi ấy. Bây giờ quý vị đi kinh hành mà quý vị không có kinh nghiệm gì hết á, thì quý vị phải biết cái điểm để mình để cái tâm của mình vô, hay cái niệm của mình vô, để mình quan sát cái cử động nó như thế nào. Nếu trong trường hợp mà mình có được cái tiền nghiệp nó tốt á, thì mình quan sát cái cử động đó mình vẫn có thể thấy được cái gì, không biết nó là cái gì thôi, nhưng mà vẫn có thể thấy được. Là phải biết cái chỗ mà mình thường thường mình đi đó, cái chỗ mình dễ quan sát nhất đó, cái chỗ đó đó là cái tác động của cái sức hút của mặt đất nó vào cái điểm đó. Danh từ của physics nó gọi là Central of Gravity đó, không? Tức là cái phọt vô đó. Thành đâu về để cả khúc chân của quý vị đó. Cái này cũng chỉ là phương tiện để cho cái niệm mà nó bắt lấy mà thôi, chúng tôi nói trước. Bởi vì trong chú giải thích đi là có thể quan sát từ đầu cho tới gót chân, bất cứ cái nào cử động trước là quan sát được. Nghe chất gió nó quan sát từ đầu trước. Ví dụ như bây giờ quý vị, Khoan, coi như quên, đừng có gửi gì hết nha. Đừng có gửi gì hết á. Chúng tôi lúc này không có nhận gì hết á nha. Đừng có gửi, ok. Thành ra khi mà quý vị mà muốn quan sát cái đó, chúng tôi chỉ một cái technique là theo khoa học. Tức là mình để cái niệm mình đó, hay là cái tâm, cái sự biết của mình đó, vô cái mình quan sát tới coi, từ cái pháp giới của mình mà xuống tới gót chân đó, khi mình đưa lên đưa nó, cái chỗ nào là cái phần mà bị nặng nhất, tức là cái nơi mà sức hút nó, cái đất nó nặng nhất. Quý vị nhớ lấy cái điểm đó, rồi khi nào quý vị bước dở chơi bước bước tới đi lui gì đó, quý vị chỉ để cái tâm quý vị vô cái điểm đó mà thôi đó. Thì khi quý vị mà để cái tâm vô đó, cái điểm chắc chắn như vậy rồi đó, chúng tôi bảo đảm với quý vị á, là khi quý vị đi đi tới lui đó, nó rất là đều đặn, không có bước dài bước ngắn, cũng không qua nghiêng lại. Đó, quý vị tập như vậy đó, nếu mà tiền nghiệp quý vị tốt, quý vị ở đó vẫn có thể thấy được một số chuyện liên quan cái thiền minh sát trong cái tư thế đi. Chứ còn nếu mà quý vị không biết, quý vị cứ nhìn vào cái bàn chân của quý vị đó là chế định, mà khi mà chế định đó, thì quý vị không thấy gì hết. Nhưng mà khi quý vị nhìn vô được cái điểm mà cái sức hút của trái đất mà nó gá vô đó đó, thì ít nhất là quý vị còn thấy được cái sự di chuyển, cái trạng thái di chuyển của gió, vẫn thấy được như thường. Bởi vì cái đó là cái năng lực mà nó liên hệ giữa cái thân mình và cái sức hút của trái đất. Quý vị là về tập làm thử thì quý vị sẽ thấy nó có rất nhiều trường màu nhiệm trong đó. Còn trong thời gian mà quý vị muốn hành cho nấy thì
những cái pháp mà quý vị cần phải biết rõ là tâm, tâm sở ý sắc phải biết rất là rõ ràng, thì cái việc hành thiền minh sát nó mới có kết quả nhiều. Chứ còn nếu không, thường quý vị cứ nắm lấy chế định không thì không thể nào giờ thấy được danh sắc cả. Bởi vì nắm lấy chế định là nó dính mắc vô chế định liền, không thấy được danh sắc đâu. Nam mô Bụt Thầy á. À, xa thứ, xa thứ. À, kính tri ân từ tòa Lương Tâm. À, nhưng mà con được biết có một số vị người ta cho cái vấn đề mà khi mình bước mà nó, mình để chân xuống mình thì nó thấy cảm thấy giác nặng á, như sư vừa nói cảm giác bị giống như là central gravity á, nó sự mặt xíu cái đó, thì cái sự nặng đó người ta nói là nước, là bản thể của nước đó, là thuộc về Paramattha. À, nếu mình thấy được nặng thì tức là mình thấy được cái chất nước, bởi vì nước người ta lý luận là nó có cái khuynh hướng là nó chảy xuống, nó trì xuống, nó nặng xuống. Thì theo như vấn đề này thì tự đi thì nó là gió, mà bây giờ nó khi nó nặng xuống thì người ta cho nó là nước, thì theo vấn đề này thì xin Lưu Tông nghĩ sao ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, cái đó là quý vị quan sát trật chỗ rồi đó. Bởi vì khi quý vị để cái tâm vô cái chỗ đó là để quý vị quan sát cái trạng thái cử động của cái chất gió và cái sự thể hiện của cái chân của mình. Mà chất gió thì nó không có nặng được, mà nó cũng không có nhẹ, mà chất gió nó chỉ là cái trạng thái mà căng di chuyển, di chuyển. Chứ còn nếu mình nhìn mà thấy nặng là trật rồi, là mình nhìn không đúng chỗ rồi. Thường thường những cái đó, tại sao mà phải vô trường thiền để cần có ông thiền sư là vậy đó. Ông thiền sư mà ông vô gặp những trường hợp đó, ông hỏi tới hơi lui vào và chuyện động biết cái cơ tánh mình nó không phù hợp với cái điều đó, thì ông tại sao mình ông dạy cái đó mà mình thấy khác, thì ông sẽ đổi đề mục cho mình liền, chứ mình không thể tiếp tục được. Bởi vì mình khi mình tiếp tục cái điều mà nó không có đúng với cái cá tánh của mình rồi đó, cái cơ hội để mình thành hành giả hộ tôn rất là nhiều, cái phần trăm nó rất là cao. Mà quý vị biết, quý vị vô trường thiền mà lúc vô là hành giả họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Lý, thì mà ra thầy hành giả họ tôn là phiền lắm. Giờ đi giờ cười cười, thấy cũng quá ngộ rồi, không nên. Thành ra mình quan sát sai, thành ra cái trạng thái xuất hiện nó mới sai. Còn khi mình quan sát đúng trạng thái nó không có lạc được. Nam mô Bụt Thầy á. À, xa thôi, à, xa thôi, xa thôi, à, kính trời. Cái này cũng không phải chuyện dễ, cái bước đi không nó cả một cái vấn đề trong đó. À, thì theo như có một số người ta cho là cái này cách dễ nhất trong cái bước đi của mình đó, thì mình chỉ quan sát cái sự đụng thôi, cái xúc chạm trên mặt đất, chỉ cần biết là đụng vậy đó, chỉ cần quan sát cái sự xúc chạm của cái bàn chân, gót chân trên mặt đất, thì khi mà có tiếp xúc như vậy thì cái phần kinh thân nó tiếp xúc với mặt đất như vậy, nó thuộc về cảnh xúc, thì nó cũng là pháp chân đế. Thì theo như sư Lưu Long, cái người ta sử dụng cái chiêu này được mà là không cần biết gì khác ngoài cái vấn đề xúc đó. À, con thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư vị, chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì mình đụng mình qua này mới xúc cái kiểu đó đó, cái đầu mình toàn là chế định pháp không, chứ không thể nào có chân đế pháp được trong đó. Cái xúc của chân đế pháp đó không phải giống như mình lấy hai tay rờ nhau gọi là xúc, không phải. Mình nhớ không phải đó. Cái xúc của chân đế pháp đó, nó có hai loại xúc. Xúc sắc và xúc danh. Cái xúc danh là mình chỉ biết bằng niệm và tuệ thôi, chứ không thể biết bằng cái khác được. Còn cái xúc sắc đó là mình biết qua cái sự đụng chạm của tứ đại với sắc thần kinh thân. Bây giờ nên nhớ đó, tứ đại nó có ba cái đại mà nó là đối tượng để nó xúc vô cái sắc thần kinh thân đó. Thì cái xúc đó là xúc sắc. Thì bây giờ mình, cái người mà nói đi để đó là quý vị đang quan sát cái xúc gì? Xúc danh rồi xúc sắc. Thấy không? Mà quý vị không nhận dạng được cái đó, không biết rõ ràng cái đó rồi đó, bảo đảm á, không thể nào có kết quả được hết á. Nó không phải dễ giống như mình nghĩ rồi, quan sát xúc xúc hả?
mà không biết súng đó là súng gì. Đó. Mà khi mà nói là xúc sắc thì nó có nhiều chuyện để xúc, mà xúc sắc nó gồm có xúc đất nè, xúc lửa, xúc gió, xúc nước thì không được thôi, à, thấy không? Thì lúc đó là mình hỏi xúc xúc cái gì? Cái chân mình là thần kinh thân, là thuộc là kinh thân, nó xúc vô đó là xúc cái gì? Thấy không? Nó như là nó không có, nó không có dễ dàng giống như mình tưởng tượng đâu, tưởng kiểu mình là tưởng không người lái đâu được nghe huynh kinh. Nam mô Bích Thầy giá. À dạ, xa thú dạ, kính tri ân được Phật Lưu Tông. À, dân hoa cái này tuyệt vời, cái này rất là tuyệt vời. À thì theo như lý của pháp á, thì khi mà nói là xúc á, thì hễ mà xúc thì nó duyên thọ, nhưng mà tại sao giờ mình quán thì quán thọ chứ không quán xúc thôi chứ? Vô thì niệm thân rồi niệm thọ thôi chứ không có niệm xúc. Xúc đi trước rồi thọ mới đi theo được. Thường thường xúc duyên cho thọ. Dạ con cung thỉnh sư Quan Hỷ chỉ thêm cho nè. Nam mô Bích Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bởi vì xúc với thọ nó ở một chỗ, mà cái thọ thì nó tương đối là nó, quán nó dễ hơn. Thành ra người ta quán thọ chứ không ai quán xúc đó. Quán xúc là khi tới cái cấp mà cấp cao rồi, cấp thứ thiệt người ta mới quán xúc. Còn mình quán thọ nó dễ chứ, bởi vì xúc nó đồng ý dân ta cho thọ, nhưng mà nó là xả cha tạ. Xả cha tạ bạch trị giá, tức là nó đồng sanh với nhau. Thì khi mà đồng sanh thì cái gì mà nó mình quan sát được dễ thì người ta sẽ dễ dính vô cái đó. Chứ không có gì đó. Đó. Thực sự ra bởi vì cái xúc là nó một trong, nếu mà cái xúc danh á thì nó có nhiều cái tâm sở đi theo nó, tại sao mình không quán tâm sở khác mà mình quán mình lựa xúc với lựa thọ, thấy không, có nhiều tâm sở lắm. Nhưng mà có những cái mà nó là đối tượng của trí tuệ, của niệm, của tệ được. Có những cái đó là nó là đối tượng niệm tệ của cái bậc thứ thiệt, chứ còn bậc dõm dõm như mình thì không có được. Đó là lý do tại sao mà cái gì dễ quán thì Đức Phật dạy anh quán trước. Chứ thật sự ra đó, mình nếu mình có khả năng thì mình không quán thọ, quán thân, quán ấy, mình quán pháp là cái người có khả năng nhiều nhất. Chứ không có cái người ít khả năng thì mới quán mấy cái thô thiện trước. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sao thứ, kính rơi tình thử không? Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ, kính thưa quý vị. Cái gì biết cái gì có nắm được mà sư giảng vậy là minh tâm chát tào lao nắm tay người đẹp quán xúc. Thì kính thưa sư, thì trong cái vấn đề mà niệm thọ này, con cũng thấy có một cái số những cái trường phái mà chuyên về niệm thọ, là vô ngồi sẽ bằng xuống và chỉ vào quan sát từ đỉnh đầu đi xuống chân đỉnh đầu để mà tìm cái cảm giác. Bởi vì người ta nói lúc nào cũng có cảm thọ hết, cái thân mình lúc nào nó cũng có cái cảm thọ, một là ít hay nhiều nó phải có. Rồi mình đặt cái tâm mình chạy từ lên đi từ xuống đi tìm cảm thọ, thì như vậy có nên làm điều đó hay không ạ? Dạ con cũng thỉnh chứ. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi đi cũng qua nhiều trường thiền, nhưng chưa bao giờ nghe ông thiền sư nào của các trường thiền đó nói để chỉ dạy quán thọ, quán thần, quán tâm, quán pháp, không có đâu quý vị. Còn nghe cái trường phái nào mà chỉ rằng dạy cái đó quán cái đó không đâu quý vị, nên bỏ chạy đi chứ quý vị làm có được đâu. Bởi vì thứ nhất mình phải dựa vào cá tánh của mình để mình lừa, mình biết cái đối tượng nào dễ quan sát, mình quan sát trước. Quan sát trước không có nghĩa là quan sát đối tượng đó mà không cần quan sát đối tượng khác. Nên nhớ một đối tượng quý vị có thể quan sát cả thân thọ tâm pháp chứ không phải là một cái. Mà bây giờ mà quý vị chỉ quán thọ không là mấy cái khác mình bỏ là cái chuyện đó nó không thể xảy ra trong pháp thiền được rồi. Pháp thiền nhất là thiền minh sát đó, niệm với tệ, biết tất cả cái gì mà có thể quan sát được trong sáu giác quan của mình, không thể bỏ qua được.
đồng ý là sơ cơ thì mình có thể bỏ qua được, nhưng mà mình có kinh nghiệm là nó phát sanh đủ chuyện hết. Mà khi đủ chuyện mình chỉ nói chỉ quán thọ không quán khác được. Mình đừng quán thọ, tâm mình có phiền não mình vẫn để cho phiền não nó quán thọ, hay là mình quán thọ, phải không? Mình chỉ cần nghĩ vậy biết rồi. Đó. Bởi vì cái thọ đâu phải là chỉ có một thọ không đâu, chín cách khác nhau, liên quan tới phiền não không có, không liên quan tới phiền não không có, liên quan tới cái khác không có, chứ không phải là mình nói là chỉ quán một cái mà được. Thật sự ngày Lady Sarah ngày không dạy quán thọ quý vị, hồi chúng tôi ở đó qua, chúng tôi có xuống cái trường thiền của ngài Uyanka, không phải ngài Ubakin á, cái trường thiền nó gọi là Thâm Má Châu Tị, thì trường thiền ở bên Yangon á, thì họ không có nhận ông sư. Chúng tôi xin vô để thử thì họ không nhận, họ nói là chúng tôi là người đời, chúng tôi không có dạy các vị sư. Thành ra nhưng mà chúng tôi biết là không có nói theo giống như ngoài ta đồn là cái hệ đó dạy quán thọ, không phải. Tôi không dạy hành thiền tứ niệm xứ như thường, bởi vì một pháp phát sanh nó đều có cả bốn cái điều kiện đó hết, tùy theo cái cá tánh của mình. Bây giờ cá tánh của mình không biết, ông thì chẳng biết, cứ biểu phải quán cái đó, phán cái đó không là không có được, nó không có làm cho cái thành giả đó có điều kiện để hành cho cái pháp nó tốt lành được. Bởi vì đâu phải ai cũng vô, tại sao mà có người ta hành hơi thở được, mình hành hơi thở không được, có người hành hơi thở theo cách quán thân được, nhưng mà có người hành theo thở theo cách quán thân không được, phải hành theo quán thọ quán tâm, thấy không? Nên nhớ hơi thở nó có năm cái điều kiện đó. Cái nhất là hơi thở theo thiền chỉ, cái thứ hai là hơi thở theo thì cách quán thọ và cách quán thân quán tâm, và được cả quán pháp nữa, cũng như hơi thở không mà thôi. Thành ra mình phải biết cái cá tánh của mình, còn cái chỗ nào đó ở đây chỉ dạy có một môn đó rồi thôi, quý vị này bỏ chạy không bao giờ thành công được đó. Nam mô Bụt Tha giá. Sao kính thưa từ tọa Lưu Tôn, rất là sao thú. Thì sư nói là một hơi thở thôi mà nó có là thân thọ tâm pháp đó, người kính thỉnh sư quan thể giải thích cho thật rõ ràng cho Phật tử được nắm. Chứ sư nói lướt đó nè, Phật tử không hiểu nó nằm đâu, như thế nào là quán hơi thở thuộc về thân, hơi thở thuộc về thọ, thuộc tâm về tâm pháp. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa quý vị. Quý vị vô đầu thì quý vị dùng cái xúc để theo dõi hơi thở, gọi là quán thân. Nhưng thở ra thở vô người nó đã, người đã thoải mái đó. Cái đó là cái gì? Thì mình phải xếp qua chứ. Rồi bây giờ xếp qua cái mình thấy tự nhiên nó khó thở. Lúc đó cái tâm sân nó nổi lên rồi mình quán cái gì? Thấy không? Mà khi tâm sân nó nổi lên, mình quán tâm cũng được, quán pháp cũng được. Bởi quán tâm thì quán qua cái cách mình hành, tâm nó có sân. Qua cái quán pháp, cái sân nó gọi là một trong ngũ triền cái. Thấy không? Hoặc là mình quán pháp, mình giỏi quán pháp, mình không, họ không quán sân trong triền cái, trong ngũ, một trong ngũ triền cái, mình quán cái sân nó là hành quẩn, một thành phần của hành quẩn cũng được, thấy không? Đi được cả bốn chuyện lên, tùy theo cái cá tánh và cái tiền nghiệp của mình, cái sở học của mình trong cái hiện tại và tiền nghiệp kiếp trước. Nam mô Bụt Tha giá. Sa thú kính trời tượng Phật Liễu Tông. Dân hoa cúng sư Bảo Tông như vậy, cúng dường dân hoa cúng dường. Biết ai có ai muốn hỏi gì thì thông báo nha, cho biết nha, để thôi hứng nói hoài. Thấy mình tâm ra mình làm giờ tay mà ok rồi. Sa thú kính trần sư Lữ Tông. Dạ thưa sư, con cái thắc mắc cái này nó thực tế là một chút nha, thực tế là một chút. Ở chỗ là bây giờ ở cái chỗ của con đó sư, thì
mấy lần con đi dạo ở mấy cái bến tàu á thưa sư. Dạ thì người ta đánh bắt cá về đó, dạ coi là người ta bỏ cái đầu, dạ mà do cá nó nhiều người ta bỏ phí phạm lắm, dạ cái đầu nó còn rất là nhiều thịt ở trong đó, mà khi cá người ta đem về thì nó cũng đã chết rồi thưa sư. Dạ tức là ta đánh ngoài khơi đó. Dạ thì như vậy thì người Phật tử mà lụm cái đầu cá đó về, người ta dục thùng rác chứ, dạ nó có cái thùng rác bự lắm, dạ nó làm cho nó dục vô, nó dục vô đó. Thì bây giờ Phật tử chúng con mà lụm cái đầu nó về ăn đó thưa sư, thì mình có cộng nghiệp gì với cái chuyện đi đánh bắt cá của người ta không ạ? À? Dạ con kính thỉnh sư Lửa Tông giảng dạy. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thừa Sư Quý Vị. Nếu họ dục rồi mình lụm ăn thì đâu có thua gì đâu, trừ phi mình dẫn họ khi nào có đầu cá để đây tôi lại tôi lấy, thì lúc đó mình mới cộng nghiệp chứ. Còn mình không có tới có thì lụm về ăn, không có thôi. Nha. Còn mình có tác ý mình muốn ăn nó, nhưng mà phải nói với công đó để ông chừa cái nếu đầu nào lớn lớn thịt nhiều cho mình thì coi chừng á. Những cộng nghiệp như thường, nha. Thành ra mình cứ tập theo cái kiểu mấy ông sư đó. Ôm mình bác đi, ai cho gì ăn nấy, không có thắc mắc, không có khe. Ăn được thì dùng nhiều, ăn được thì dùng ít thôi. Thì cũng vậy, mình ra trong đường hậu đó mình thấy rồi mình cứ lụm về. Đừng thắc mắc bữa nào có lụm có thôi. Nha. Chứ còn bữa nào không có ra còn dặn nữa, mai mốt không nhớ để chỗ này để tôi lụm cho dễ thì không có nên. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú và kính trường sư Liễu Tông. Dạ thì con dạ thấy học online nó lụm cho thùng rác. Thật sự ra thì đúng là trong thùng rác nó ghê thiệt, dạ nó ghê thiệt, nhưng mà cái thùng rác này của bến tàu á, họ chỉ có dục mấy cái đầu cá, di cá, dãy cá, họ làm xong họ liền như đó thôi. Dạ thì nó cũng dòng họ của cá thôi, chứ không phải là cái rác mà giống như rác thập cẩm. Dạ thành thử ra không sao cả, lụm về rửa thôi. Dạ nó cũng cũng nước nhờn nước này nước kia của dãy cá rồi nó qua thôi, được mình rửa không sao á. Dạ nhưng mà nó rất là nhiều thịt ở trong đó. Dạ thành thử kính tri ân sư. Dạ rất là nhiều. Dạ con thấy mà con không có dám. Dạ con suy nghĩ và con sẽ giống như sư nói, con nói bây giờ mình ăn không ăn thì hồi nữa nó cũng bưng ra nó dục cái thùng rác lớn. À, nó có thùng rác lớn nữa. À, nó cũng dục vô đó thì nó cũng bỏ thôi. À, mà điều nó còn ăn được. Dạ nó còn ăn được. Thành thử ra dạ kính tri ân sư Liễu Tông rất là nhiều. Dạ sau đây con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, cảm ơn huynh Minh Tâm hỏi câu hỏi rất là thực tế. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ học online ơi, có đăng lên báo cũng không có sao hết. À, học online tại vì cái thùng đó nó chỉ để chứa đầu cá thôi, mà mình nói tiếng thùng rác nhưng mà nó chỉ là để chứa đầu cá thôi chứ nó không có phải rác linh tinh. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, có một vị VM cho con. Nhưng mà thôi bây giờ hỏi VM thì cũng về vụ thiền, nhưng mà để thay đổi chương trình chút xíu đi. Dạ con hỏi cái câu này cũng có một vị VM. Dạ để con xin được được hỏi ạ. Dạ thí dụ như tụi con đi là người Phật tử, thí dụ như mình nói về dân y Kachina đi, thì phước lớn, nhưng mà mình dâng y cho chư tăng ngày thường, không có đợi đến ngày dâng y, như vậy cái phước có bằng dâng y cho ngày lễ Kachina không bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thà, dạ.
Nam mô Bố Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Thầy lễ ngày Ca Thi Na thì cái phước lớn hơn một cách dân y ngày thường. Cái dân y ngày thường mình muốn dân lúc nào có cũng được. Còn dân y Ca Thi Na nó có điều kiện, nó gọi là Ca Lá Chiêu Rá ha. Còn cái ngày thường mình gọi A Ca Lá Chiêu Rá. Tức là Ca Lá Chiêu Rá tức là nó có thời gian, nó có điều kiện. Còn A Ca Lá Quy Giá thì nó không có thời gian, không có điều kiện gì hết. Ví dụ mình gặp bất cứ vị sư nào mình dâng cũng được. Nhưng mà không, còn dân y Ca Lá không phải vị sư nào cũng có khả năng có quyền nhận được cái đó. Nhưng mà có điều giới chưa tăng với nhau. Ví dụ người là có y rách, người là nếu không có y rách phải có y cũ, nếu không ai có y cũ thì cái người đó phải là bậc trưởng lão, hoặc là cái bậc mà phải biết những điều kiện liên quan tới lễ dân y, hay là những cái bậc mà có những cái việc khác nữa chứ không phải không. Thành ra đó lý do tại sao mà nó mình dân nó có phước là tại nó khó là một, cái thứ hai không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì mình nhớ ví dụ như bây giờ mình nói ở Mỹ đi, ở Mỹ đó trong 3 tháng hạ chưa tăng thì quý vị có làm phước nhiều lắm thì được 13 cái chủ nhật. Còn tới chừng ra lễ dân y đó, quý vị có làm phước nhiều lắm thì cũng được 8 cái lễ dân y mà thôi. Tại vì một tháng này có 4 cái thứ bảy, 4 cái chủ nhật là 8 mà, 8 lễ dân y mà thôi. Thành ra thường thường đó mà người ta súng nhau, người ta làm trùng. Tại vì chỉ có 2 ngày thôi, ví dụ như chủ nhật rồi, cái dùng Cali này không, dùng xung quanh chúng tôi ở không, vừa Thái Diện Miền Lào không, mười mấy cái lễ dân y. Thành ra đâu có ai cũng có thể tới lễ dân y được tốt đâu, phải không? Đó. Ngày chủ nhật cũng vậy, không có dưới 5 cái lễ dân y. Mà chư tăng ở đây thì nó không có nhiều, thành ra cái họ phải mời cho đủ tăng sự, chứ không phải là mời giống như ở Việt Nam mời là sao cả đóng, không phải. Chỉ mời tới làm lễ dân sự là đúng túc số để làm tăng sự mà thôi. Tại đông quá phải chia ra nhau chứ không phải dễ. Thành ra thường thường mà mình làm đúng cách cho cái lễ dân y đó, cái đó phước báo nó lớn ghê lắm, phước báo lớn ghê lắm. Nhưng mà thường thường đó, thì chúng tôi nhận xét thôi, đa số bây giờ đó mình không có biết, mình ra tiệm mình mua, nhà khi mua y đó, cái y đó làm cái lễ dân y không có được. Tại vì hôm mai không có đúng cách nè, hôm mai thế này nay nọ đè kia ông sùm nè, thành ra nó nhiều chuyện, nó nhiều khi dữ lắm chứ nó không phải dễ. Ở trong các nước theo hệ thống Phật giáo truyền thống thì nghe là tới ngày họ phải đi đặt riêng y, hoặc là họ làm riêng y cho đầy đủ đúng mức cho là được gọi là cái y đó, thì họ mới dâng cho chư tăng để làm lễ dân y. Còn đây mình cứ ra tiệm mình mua, ra tiệm mình mua làm lễ dân y, nhiều khi chư tăng cũng không có để ý, hoặc là có thể không biết, và cái lễ đó làm lễ dân y, nhiều khi cái lễ nó thành cái lễ dân y thường, nhưng không phải dân y Ca Thi Na, bởi vì cái đó làm cái y rồi lễ Ca Thi Na không được. Nên là có nhiều chuyện là cần sinh nam kỳ nữ phải học để biết, để có thể làm cho nó đúng, chứ không phải là lúc nào nghe nó dân y là có phước, nhiều khi mình làm nó không đúng thì nó cũng phước nó cũng ít chứ không có nhiều. Nam mô Bố Tát giá. Dạ sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy về câu hỏi của người bạn con nhờ con hỏi. Dạ, nhờ vị này cũng đã sa thú rồi. Dạ, Nam Mô Bố Tát giá. Dạ, con thấy câu hỏi của Như Thật. Bạch sư, theo bài kinh quán niệm hơi thở thì quan sát hơi thở ra hay vô trước? Dạ, Nam Mô Bố Tát giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bố Tát giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu nói theo ngôn ngữ thì mình không thể trả lời là vô trước hay ra trước, bởi vì theo ngôn ngữ là chữ A và chữ Bà Ná, A Ná Bà Ná, từ A Ná Bà Ná, không ai biết chữ A Ná là thở vô hay thở ra, hoặc của Bà Ná là thở vô hay thở ra. Bởi vì cái hơi thở này quan sát từ cái lúc đầu tiên á, người ta gọi là con nít sinh ra thì thở vô, thì đa số không ai thì chắc chắn là trúng hết á. Mà nó con nít mới sinh ra, mới lọt lòng mẹ bích thì thở ra thì cũng cái đó không trúng. Nó thở ra, nó lấy thở đâu mà nó thở ra,
mà mà nó hít vô thì mấy chất dơ trong cái mũi nó sặc cái chết thôi chứ. Thành nên nói theo ngôn ngữ thì mình không biết được. Cái thứ hai, nếu mà nói theo thiền thì hơi thở ra vô không quan trọng, quan trọng cái điểm tiếp xúc của hơi thở mà thôi, chứ mình không có quan sát hơi thở ra vô. Điều ta dùng danh từ ra vô để cho mình dễ hiểu, để ta giải thích một số cái điều kiện của hơi thở. Nhưng mà thật sự quan sát thở chứ quan sát điểm tiếp của cái chất gió nó xúc vô cái lỗ mũi mà thôi. Mà khi nó xúc thì mình không lo, mình quan sát cái chỗ tiếp xúc mà mình lo, mình coi nó vô ra để làm gì. Nào, ta nói hành quán hơi thở là quán cái điểm tiếp xúc của cái hơi thở, chứ không phải quán rồi nó đi vô hay đi ra. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Như Thật ơi, đã hiểu được chưa? Còn câu hỏi nào tiếp tục không Như Thật? Dạ, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con thấy tín hiệu của Ngài, con kính dân Bích Tinh. Nam Mô Bích Tha, dạ, kính bạch cho Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị. Hình như cái vị này hai tuần trước có hỏi cái câu mà liên quan tới cái gì đó, chúng tôi nói để coi lại. Thật sự chúng tôi không biết nó nằm đâu. Kỳ rồi đi lên chùa Miếng Điện ra Hạ Tư, chúng tôi hỏi cái vị mà vi phân xạ nên đó, hỏi cái đoạn Bali đó thì cái gì đó nói là tôi nhớ không chắc, nhưng mà hình như ở trong nết thị Bà Ca Đà Nát. Thì chúng tôi đang bây giờ cái trong cái bản mà chúng tôi có thì cái chúng tôi không có cái bản chú giải đó, là cũng chưa biết sao, để bữa nào gặp lại mấy vị sư để hỏi mới biết được. Thì tại vì cái câu hỏi đó nó không có rõ ràng cái căn bản Phật pháp gì ông sầm, thì cái quyển đó không biết sao quyển gì, chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ dựa vào Bali thôi. Thì có chúng tôi hỏi thì tuy ra có thể là nó nằm trong cái bộ chú giải Nết Thị Bà Ca Đà Nát, mà cái đó thì nó toàn là Bali không à. Là chúng tôi nếu mà chắc thì chúng tôi để tìm, chúng tôi coi lại mới được, chứ còn chúng tôi cũng chưa có biết phải nằm ở trong đó hay không. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, sa thú, chúng con thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Cháu Phan muốn hỏi thì đưa bàn tay lên, cháu Phan còn chút máy không? Cháu Phan ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Nhật Quỳnh xin nhường mít à. Rồi, mời cho Phan nha. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Đà Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ Ngài Lữ Tông, con kính lễ Ngài Trưởng Lão, tất cả chư Đông Tứ Tăng hiện diện trong rung và các cô tu nữ. Dạ, con hỏi Ngài Bi Mẫn, Ngài giải thích cho con. Con đọc trong sách thì con thấy chữ khát ái với tham ái á, thế nào mới là khát ái mà thế nào mới tham ái, cái nào nó nguy hiểm trong đời sống. Bản thân con khi mà con bình thường không sao, nhưng mà khi mà con nghĩ đến sắc á, nghĩ đến thân thể của người đàn bà đó, con xin lỗi với đạo tràng, thì cái đó nó đốt cháy con dữ lắm này. Thì cái thời lúc mà nó đốt cháy con vậy đó, con rất là khó chịu, con bấn loạn lên. Thì cái đó là tham ái hay khát ái? Ngài Bi Mẫn, Ngài dạy cho con để con hiểu mà cái phương pháp để chế ngự nó. Nam Mô Đa Giá, con cảm ơn Ngài rất là nhiều ạ. Nam Mô Bích Thà, giá kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Về cái chữ dịch đó thì chúng tôi không có xua đại diện thua người dịch, nhưng mà cái chữ kêu tầm giáo tham á, lô phá đó, theo Ba Đa Mắt Thà thì Bà Ni Tì Ca đó, nó có người 10 cái nghĩa khác nhau, 10 cái nghĩa khác nhau. Chúng tôi đọc 10 cái nghĩa đó để cái gì hỏi đó, không biết là mình chỉ đâu. Thứ nhất, tâm tham mà được gọi là tanh hả đó, tức là ái hay là thèm muốn. Tâm tham được gọi là ra khá đó, tức là dục lạc chỉ cho sự ham muốn về thể xác. Cái thứ ba đó, tâm tham mà được gọi là ca má đó, chỉ cho sự khát vọng. Thứ tư, tâm tham được gọi là nan đí, tức là sự thỏa mãn hay vui thích. Nghĩa thứ năm, tâm tham được gọi là avicca, tức là tham lam.
Thứ sáu, lòng tham được gọi là Chaneti, chỉ cho sự tạo tác làm cho phiền não phát sinh. Cái nghĩa đen của nó là người mẹ, từ người mẹ là tạo ra cái đó. Nghĩa kế tiếp là Bô Nó Phá Quý Ca, sự tham ái làm phát sinh kiếp sống mới. Nghĩa kế tiếp là Ít Trả, tức là sự khao khát. Nghĩa thứ 9 là A Xã, tức là sự hy vọng. Nghĩa thứ 10 Sảnh Vô Chá Na, sự tối buộc hay thần túc. Đó, thành ra cái sự hy vọng mà của mình, thường thường mình nói mình hy vọng cái gì đó, coi chừng nó vẫn là tham như thường, vẫn là một loại ái như thường. Thì trong cái là ấy, nếu mà chúng tôi hiểu không sai câu hỏi của cái gì hỏi đó, thì cái chữ đó có nghĩa là dục lạc, ra khá là dục lạc, tức là chỉ sự ham muốn thể xác, chứ không phải là khát ái phải là cà má. Còn cái này là dục lạc, dục ái đó, dục ái, chỉ ham muốn sự thể xác. Thì trong mười nghĩa đó đó, giọng nghe xong rồi thể biết cái mà xảy ra cho mình đó, nó thuộc loại nào. Nam mô Bích Thầy á. Sa thú lành thai, xin Ngài Bi Mẫn dạy cho con là cái 10 cái điều đó, còn nếu con nghiên cứu con đọc chỗ nào hay là con hỏi lại, tại Ngài đọc nhanh quá con ghi lại không kịp. Con rất là cảm ơn Ngài dạy, con cũng hiểu một phần nào trong cái sự đó, thì con muốn tìm hiểu đào sâu thêm để con hiểu cái bản thánh con. Dạ, con cảm ơn Ngài và dạy cho con những điều đó, con rất là cảm ơn Ngài. Dạ. Nam mô Bích Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, không biết cơ sách tiếng Việt nào không chúng tôi không biết, nhưng mà cái này ở trong bài ra mắt thả thi bà ni, tức là cái sách mà nó giải thích một số cái điều kiện liên quan tới các phiền não đó, mà chúng tôi không biết tiếng Việt có hay không thì chúng tôi không có rõ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú kính trân sư Liễu Tông, và con xin một phút và chia sẻ cái bài học của con học của sư Liễu Tông. Hôm trước là mình gặp chư tăng ở trong những cái nơi mà ăn uống đó quý vị. Thì hôm cách đây mấy hôm mà con đi ăn, tình cờ gặp ba vị sư Thái Lan. Con mừng quá, con chạy nhanh lên, con xin phép được trả tiền. Cuối cùng thì cái vị sư đi đầu á, ra hiệu hỏi hai vị kia có đồng ý không, hai vị kia đồng ý, cái sư gật đầu, thế là con nhào vô con trả tiền. Rồi cái lúc mà sư ăn thì con chạy vô con để tiền bo ở trên bàn, con nói sư dạ này con để tiền đây, sư khỏi phải lo gì hết. Thì con xin cái bài học này con học được từ sư Liễu Tông dạy, thì cũng chia sẻ với đạo tràng. Quý vị nào ở Việt Nam cũng vậy, nhà Việt Nam thấy chư tăng cũng hay đi đây đó rồi ăn uống, hoặc là chư tăng uống nước rồi cái đó vậy. Và thì nếu chúng ta phật tử Nam Tông thì quý vị nhanh nhanh chân lên, chạy lên để xin được trả tiền, thì mình tâm thấy vui đúng không vậy. Và làm xong thì cái niềm quan hỷ nó rất là nhiều, mà cái quan trọng thì thật sự ra nó không có bao nhiêu tiền hết tức là làm tốn tiền thì ít, nhưng mà cái niềm vui ở trong lòng thì nó nhiều. Dạo gì thấy chư tăng dục gì rất là quan hỷ. Dạ, một lần nữa con kính tri ân sư Liễu Tông. Dù gì biết ở đây người Việt á, mấy em sư Việt Nam đi ăn uống nó khó lắm, chứ không giống như mấy tiệm ở Thái hay ở Miến Điện. Ở đây lâu lâu mà chúng tôi buồn ra cái tiệm Thái thì họ mừng lắm, họ còn cảm ơn nữa. Mình tới mình ăn họ không lấy tiền, họ còn cảm ơn nữa. Tại lý do họ nói câu mình cũng phải nói là cũng hơi bức xúc. Nói tụi con lo làm ăn bận quá không có tiền, thầy giờ đi chùa thấy Ngài tới, Ngài cho tụi con cơ hội để được làm phước, con rất là chúng con rất là hoan nghỉ. Chứ còn việc ở đây vô tiệm Việt Nam là nó kênh liền xả thú, tiểu thừa ăn mặn nó không thèm bưng ra nữa trời đó. Cái người Việt mình nó hơi vô phước cái chỗ đó đó. Còn Thái Miến Điện vô là nó rất là hoan hỷ, chứ nó không ấy. Bây giờ nghĩ mình là tạo cho nó cái cơ hội để làm phước. Còn Việt Nam mà ông sư và chung vô là lại kênh liền. Nam mô Bích Thầy á.
Sa thú, con chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài chia sẻ và cũng sa thú với việc làm của Vinh Minh Tâm. Rất là sa thú. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con còn một câu hỏi nữa, còn hai câu hỏi bên Ngài. Dạ, mà con hỏi thêm một câu này trước đi. Dạ, hỏi câu tiếp hả? Rồi, khoan nha, để Nhật Quỳnh hỏi một cái câu này. Vị này chờ lâu lắm rồi, chờ không từng rồi tới giờ rồi. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ, mạch Ngài, cái người bạn của con đó đi đến thăm một người già, coi như là nằm ở theo mà nói theo tiếng Mỹ con không có nhớ, mà chỉ theo như là nằm cái chỗ để mà mình chờ ra đi đó bạch Ngài. Thì thấy trước mặt cái người nằm đó đó treo một cái tượng Phật A Di Đà và một cái hình ảnh của hai vợ chồng lúc còn trẻ rất là đẹp. Dạ, coi như là treo cái khuôn hình của hai vợ chồng lúc còn trẻ rất là đẹp, nhưng mà bà giờ thì đã 80 mấy tuổi rồi và bà cũng sắp ra đi. Và cái người bạn con hỏi như thế này, bạch Ngài, như vậy mình có nên treo cái hình của mình từ hồi xưa mình khi mình còn trẻ đẹp và khi mà mình sắp ra đi, mình có nên để cái hình ở trước mặt để mình tưởng nhớ không bạch Ngài? Dạ, con xin Ngài chỉ dạy chỉ kỹ giùm cho một chút để cho bạn con hiểu được hơn. Dạ, vị này cũng đang ở trong đạo tràng đó bạch Ngài. Con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa gì, thật sự ra đó, tùy theo cái tâm tư của cái vị đó chứ. Nhưng mà hỏi nên hay không nên thì chúng tôi là nói là không nên. Bởi vì nó làm cho mình vướng víu cái cũ, những cái mà mình dính mắt, những cái mình dính mắt. Mà nên nhớ cái lộ cận tử là cái lộ rất là quan trọng, nó đóng góp cái phần lớn cho chúng sanh đi lên hay đi xuống. Trong Bali có câu là chia tăng sẵn kỳ lý thể đú ra tỳ bà tỳ căn khả. Lộ cận tử mà có ác pháp thì chúng sanh nó sẽ đi xuống. Chịt tăng sẵn kỳ lý thể su gá tị bà tị căn khả. Lộ cận tử có tâm là thiện pháp, vì đó có cơ hội để đi về cõi an vui. Thành ra khi mình để những cái hình như vậy đó, chắc chắn là nó làm cho mình buồn thương nhớ tiếc nhiều, chứ nó không có làm cho mình cái tâm mình nó trong sạch được. Cái thứ nhất, cái chỗ nằm đó nhiều khi mình không có đủ cái điều kiện để mình trang trí, mình để ngay cả tượng Phật cũng không có nên. Thành ra trong thời gian mình còn khỏe vậy đó, cái chuyện nên làm là mình để Đức Phật trong tâm của mình. Chính gần Đức Phật, sáu ông Đức Pháp và chính ông Đức Tăng để trong tâm mình. Thay giờ đó mình lo mình nhìn hình, nhìn này, nhìn nọ thì mình cứ lẩm nhẩm mình tụng chính năng Đức Phật, sáu ông Đức Pháp và chính ông Đức Tăng như vậy đó. Nó giúp cho mình nhiều hơn bất cứ cái chuyện gì khác. Vì khi mà niệm được những cái đó thì cái tâm mình chắc chắn lúc đó là thiện pháp. Mà cái tâm là thiện pháp là cái điều kiện mà không phải ai cũng có thể dễ dàng có được trong cái lỗi lúc cần tử như vậy. Thành ra nếu được thì nên để Phật Pháp Tăng trong tâm mình. Còn nếu mà bây giờ lỡ mà chưa giờ mà không học thì cũng nên mở băng. Cái băng mà thường thường mấy cái băng mà niệm về ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng mình tóm tắt thôi. Nhưng là nhận coi những cái băng mà niệm Nam Mô Tát Xà Phá Quá Tô Rá Hạ Tô Sâm Ma Sâm Bồ Tát Xà, rồi ngưng là niệm lại câu đó vậy đó, nó tốt hơn nhiều ha. Tốt hơn là để những cái khác. Nam Mô Bích Tha. Dạ, sa thú, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Bạn con cũng rất là hoan hỷ đã được Ngài trả lời. Dạ, con thấy cũng đây là một cái điều để cho con học. Dạ, để sau này gặp những trường hợp như vậy thì chúng con cũng có thể ứng xử được theo như lời Ngài dạy để cho tốt cho người thân của mình hơn. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ,
À, mến chào Nguyên Trang. Nguyên Trang chào một chút nha. Mình gửi VM qua Nguyên Trang nha. Dạ chào chút đi. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ bây giờ con một câu hỏi nữa cũng có người gửi cho con. À, nằm chờ ở đây. Dạ mà gì đó. À, Châu Phan chào chút xíu nữa nghe Châu Phan nha. Còn nếu mà Châu Phan mà cần cái mười cái câu mà lúc nãy ngài nói đó thì Nhật Quỳnh sẽ nghe lại băng rồi Nhật Quỳnh ghi lại cho Châu Phan nha. Dạ cảm ơn Quang Việt Nguyên Trang nha, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chết rồi, con ấy cái chữ nhỏ quá. Dạ để con cho nó lớn rồi. Có lần ngài Liễu Tông có nói sơ qua về khi mình hành thiền hay tu tập có kết quả gì đó nhỏ nhỏ là ma vương xuất hiện, còn khi tu tập mà chưa có gì thì không có. Và làm sao biết có sự xuất hiện của ma vương? Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con kính nhân bích đến ngài, con cũng thỉnh ngài chỉ dạy giùm ạ. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư tăng hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì ma nó có 5 loại tất cả, 5 loại tức là phiền não ma, rồi chư thiên ma, tử thần ma, rồi pháp hành ma, với cái gì ma nó có 5 loại. Thì khi mình làm được cái việc gì khác thì cái phiền não ma nó vô liền. Cái chuyện rất là dễ hiểu thôi. Bây giờ mình thiếu nợ mà mình nghèo rớt mồng tơi thì ít có ma nào tới thăm mình. Nhưng mà nó nghe mình trúng lottery là nó tới liền. Thấy không? Bởi vì khi mình làm điều thiện mà có kết quả, tức là mình có vốn, mà có vốn thì nợ nó theo chứ. Thế có ai đâu. Chuyện rất bình thường. Thấy không? Còn mình vô mà mình hành mà không có pháp gì mà cái tâm mình nó còn phiền não thêm thì nó không thèm, nó coi mình như bạn, nó tới làm chi. Bảo đảm quý vị thấy vậy đó. Nhiều người đi lâu lâu đi chùa làm phước thỏa thích quá, đi 2-3 lần tự nhiên không chuyện này chuyện nọ rồi sao nói chùa đã xui, tôi đi chùa tự nhiên xui, nó đâu có gì xui đó. Nhưng mà bị nó tới nó quấy vậy là mình biết mình đi chùa có kết quả tốt, tức là mình có vốn thì nó mới tới nó kiếm chuyện với mình, chứ còn mình mà vẫn nghèo rớt mồng tơi thì không ai kiếm chuyện đó. Thành ra đó là chuyện mà bất cứ mình tạo cái thiện pháp gì cũng vậy, cái thiện pháp đó càng nhiều thì ma dương nó càng tới sớm như nào hết á. Vậy nó loại như phiền não ma mà nó đâu bao giờ để cho mình thoát khỏi tay nó đâu. Mà trong cái dòng luân hồi thì mình giống như những cái tên tử tù mà nó theo kế bên, mà theo kế bên. Còn hồi kế bên là ma loại khác, huynh kinh ma đời nó có 5 loại rồi. Ma pháp này nó có 5 loại, ma đời cũng có 5 loại. Ma đời thứ nhất á, dạ dạ con đông khó tánh gọi là ma đam. Còn sồn sồn rồi mà vẫn độc thân như thường thì gọi là ma sơ. Còn trẻ mà eo eo lại gọi là ma cô. Đó, ma ba thứ rồi thứ tư. Cái loại mà đàn ông thì thích, đàn bà không thích thì cái đó gọi là ma men. Còn cái loại mà đàn ông đàn bà thích là chết cả lũ rồi là ma túy. Nó 5 loại, quý vị thích loại nào thì ráng chịu. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ sa thú lành thai. Dạ chúng con thành kính tri ân ngài. Dạ hôm nay ngài trả lời có mấy loại ma này vui quá, mà có một huynh kinh này thiệt tình luôn đó nghe. Nghe ma mà ngồi kế bên huynh, huynh kể chuyện ma thì chắc không sao, chứ còn đối với mấy người trong chung này mà nói ma ngồi kế bên đã chạy mất sao huynh. Dạ một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài. Để coi còn câu hỏi nào. Dạ Nhật Quỳnh có bỏ sót câu hỏi nào không quý vị? Nếu Nhật Quỳnh có bỏ sót câu hỏi nào thì xin đưa lên. Còn định tệ song tu thì đưa lên chính ăn Đức Phật, rồi còn cùng dịch nữa chứ. Quá hay luôn ha. Dạ hãy mà Châu Phan bây giờ mời Châu Phan nha. Lúc nãy đó thì Châu Phan nói cho Châu Phan hỏi một câu mà Nhật Quỳnh
Tại có ba câu hỏi trùng động từ từng trước tới giờ nên là phải xin hỏi trước. Rồi mời Châu Phan nha. Châu Phan còn trước máy không? Nam Mô Bích Thai giá Châu Phan ơi, còn trước máy không? Cho một tín hiệu đi. Nhục Quỳnh xin nhường mít ra. Châu Phan, rồi mời Châu Phan. Nam Mô Bụt Đa Giá, Nam Mô Đa Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Ngài Diệu Tông, Chư Tôn Đức Tăng, hiện diện trong rung, các bà, các cô tu tử. Dạ, con câu hỏi con như thế này. Con có bà cô, bên vợ, bà suối vợ, bà xã con là nói dối. Nói những cái điều dối với con bà, mà bà không muốn nói với con bà. Khi bà xã nói với con thì con nói là không được quyền vậy. Mà cái con hỏi với bà cô thì cô biết có giữ giới là nói dối không? Bà nói bà vẫn giữ cái giới nói dối, bà dán có vẫn giữ lắm. Kêu nói nếu mà cô giữ giới đó nói dối mà cô xúi người khác nói dối, cô có biết là cũng là mình là không đúng không? Thì bà im lặng. Bây giờ con nói với vợ con á, con nói bà xã con từ dập tới mà ai nói em điều không đúng á, không sự thật mà bắt nói là em biết là không sự thật mà em nói dối thì em là người chịu trách nhiệm chứ không phải nói cái người kia được. Bạch ngài, khi con nói như vậy á, với lòng tự mẫn của ngài, ngài giải thích cho con hay dạy cho con cái điều mà mình biết là nói dối mà mình kêu mà mình nói mình giữ, trong đó mình xúi người khác làm á, thì cái người xúi đó có phạm giới nói dối là không có nói, mình tức là không nói chân thật được đó. Còn cái người mình xúi á, người ta có phạm giới không ạ? Dạ con cảm ơn ngài rất là nhiều ạ, ngài giải thích cho con như vậy con dám lắng nghe để hiểu á, con cảm ơn ngài trước ạ. Mô Bồ Tát Giá, kính bạch Tiêu Tông hiện giả, kính thưa chư quý vị. Tất cả việc ác nếu như làm, những người nào dính dấp tới đó thì đều bị dính hết. Tất cả việc được gọi là ác pháp đó. Thứ nhất, người đó tự làm. Thứ hai, cái người ca tụng hành động đó. Cái người thứ ba, xúi dục để người khác làm hành động đó. Người thứ tư quan hệ với hành động mà người khác đã làm ác đó, người khác đã làm. Và cái điều thứ năm nó tin đó là đúng, thì cái việc ác người kia làm nó năm người như vậy đều dính hết. Ví dụ sát sanh năm người đừng dính, trong cái chúng tôi vừa kể đều dính mang tội sát sanh hết. Nhưng cái vấn đề sát sanh thì nó có quả, nó nhưng mà quả nó nặng nhẹ khác nhau là tùy theo cái người làm nó, theo độ tu tâm tư thì có thể là nó nặng nhất, nhưng mà cái người mà ca tụng đó cũng có thể có đủ tâm tư thì cũng nguy hiểm như thường. Còn cái người mà xúi người ta thì cũng vậy, tùy theo những cái người mà ngoài cái nhân vật chánh đó, nếu mà có đủ tâm tư thì nặng nhẹ cũng hơi khác nhau, nhưng mà người chánh thì chắc chắn là khác nhau nhiều. Nam Mô Bích Thầy á. Dạ sa thú, con thấy Châu Phan đã sa thú rồi, kỳ tri. Dạ con thấy có câu hỏi của Định Tuệ Sâm. Kính thưa sư, có động kinh do thấy sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, ba thọ là vô thường, mà tà kiến, thân kiến, ngã kiến được đoạn trừ. Kính xin sư ba chữ tà kiến, thân kiến và ngã kiến. Nam Mô Bích Tha Giá, và con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch Chư Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Tà kiến là thấy lạnh lạnh, muốn biết là như thế nào, có tất cả 62 loại trong bài kinh Phạm Võng. Thì coi trong bài kinh Phạm Võng đề cập tới 62 loại tà kiến. Thân kiến là một trong những cái loại đó mà chấp vào cái ngũ uẩn này, chấp vào ngũ uẩn. Mình gọi là thân kiến là cái
cái ngã chấp trong cái ngũ uẩn này đó. Mà cái pháp này thì khi nào người đạo đắc sơ đạo sơ quả thì được diệt hết tất cả các loại này, ba cái loại kiến này, ngã kiến là chấp vào cái nó cũng tương giống như thần kiến rồi đó, nhưng mà nó chia ra ghét ra tới 260 mấy loại, chúng tôi nhớ không rõ, nhưng tới 260 mấy loại về cái vấn đề mà gọi là thần kiến với ngã kiến, chúng tôi coi chữ Bali của nó như thế nào. Hỏi bất tử phải dựa vào Bali để coi nó như thế nào. Chứ còn tiếng Việt thì nó nhiều khi mình không có thần kiến hay là ngã chấp thủ, tức là thần kiến với ngã chấp thủ, nó ngã kiến nó giống là một. Ngã chấp thủ Atana Atawa Duwa Bà Đá, còn thần kiến gọi là Sakkaya Thiết Thiệt. Sakkaya Thiết Thiệt, hai cái này thì giống nhau, tức là chấp nhận có một bản ngã trong cái tập hợp của ngũ uẩn này. Có nhận các bạn không? Nói một cách chung chung thì nó có 20 trường hợp, nhưng mà kể rộng giống chúng tôi nói nãy ra nó có tới 250 thần kiến, tức là đối với sắc uẩn thì có 112 trường hợp, đối với thọ uẩn thì có 72 trường hợp, đối với tưởng uẩn thì có 24 trường hợp, đối với hành uẩn thì cũng có 24, và đối với thức uẩn thì nó cũng có 24, tổng cộng nó là 256 trường hợp tất cả. Thì cái thần kiến với cái ngã kiến thì giống nhau, đều có tên gọi khác nhau. Nếu mà gọi cái ngã này, ngã kiến này là gọi Atta và Đú Ba Đà Ná, còn thần kiến là Sakkaya Thiết Thiệt. Có tổng cộng nếu mà kể rộng ra tới 256 loại khác nhau, là chấp vào sắc uẩn, chấp vào thọ uẩn, là chấp vào tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là trường hợp như vậy. Còn cái tà kiến kia, còn cái chữ tà kiến đó thì tùy theo chia, nếu mà chia ít nhất đó, thì có ba loại, tức là ba loại tà kiến cố định đó, tức là nát thì cả đít thị, à hệ tục cả đít thị và kia giá đít thị. Ba cái loại này rất là nguy hiểm. Còn trong bài kinh Phạm Võng thì 62 loại tà kiến thì chia làm nhiều nhóm, 62 loại tà kiến chia làm nhiều nhóm, ví dụ như là bục hành tà cập bị cả đít thị, ba ranh tà cập bị cả đít thị này kia trộm, cứ vô coi trong đó thì nó rõ ràng hơn, là 62 với 3 là 65 với 10, cái biên kiến chấp nó 75 loại tà kiến khác nhau. 10 biên kiến chấp là cho rằng thế gian trường tồn, thế gian không trường tồn, thế gian có biên giới, thế gian không biên giới, cho rằng sinh mạng thể xác là một, cho rằng sinh mạng thể xác là hai, cho rằng chúng sanh khi chết sẽ tiếp tục hiện hữu, cho rằng chúng sanh sau khi chết sẽ không còn hiện hữu nữa, cho rằng tất cả chúng sanh khi chết vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, và cho rằng chúng sanh sau khi chết sẽ không còn hiện hữu mà cũng không phải không hiện hữu. Đó là 10 cái biên kiến chấp, 62 loại tà kiến tổng quát và 3 loại tà kiến cố định, tức là chữ tà kiến không, nó có 75 loại khác nhau. Còn kiến ngã kiến với cái thần kiến thì nó cũng có 200 mấy chục loại như vậy. Nam mô Bích Thầy á.
Dạ sa thú lành thai. Dạ con thấy định tuệ song tu đã tri ân ngài và có thêm một câu hỏi nữa. Dạ con xin được đọc. Dạ Nhật Bình đọc xong Minh Minh Tâm mà có chút máy có thể cầm mic được thì đỡ bích giùm Nhật Bình chút ngang Minh Minh Tâm. Kính thưa sư, có đoạn kinh thôi vừa rồi này Quách Ca Lý, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Này Quách Ca Lý, ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta ai phải hiểu người ấy đã thấy pháp. Này Quách Ca Lý, đang thấy pháp tức là đang thấy ta, đang thấy ta phải hiểu là đang thấy pháp. Kính thưa sư, chữ thấy pháp có phải là ám chỉ pháp siêu thế, đạo, quả và niết bàn? Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính nhân Bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Pháp đây là cái pháp mà cái vị trưởng lão Quách Ca Lý thấy đó. Chúng tôi không nhớ lúc đó khi Đức Phật kêu lúc mà ông ta nhảy xuống là ông ta đắc cái gì. Thì cái pháp mà ông ta đắc đó được gọi là thấy pháp, gọi là đạo quả niết bàn. Không biết cái, không biết lúc đó ông ta đắc được cái đạo gì thì chúng tôi không nhớ nha, không nhớ. Nhưng mà tức là cái pháp mà của cái vị ta đã đắc. Thường thường là gặp Đức Phật mà nếu mà nói thấy pháp mà là pháp nhãn, tức là sơ đạo sơ quả đó quý vị, đó chặt hữu, đó chặt hữu đà ba thí nha năng nhã đạo và thế năng đồng bài kinh đó, tức là nếu mà nó thấy pháp không mà không có đề cập tới ai đó thì phải hiểu cái chữ đó, tức là pháp nhãn, tức là sơ quả. Còn cái trường hợp của ngài Quách Ca Lý chúng tôi không nhớ đắc đạo quả nào thì chúng tôi không nhớ ha. Nhưng mà chỉ cho cái pháp mà cái vị ấy đắc sau khi mà được Đức Phật mà kêu trưa, mà lúc ông ta sắp nhảy xuống á, kêu lại nghe mấy câu rồi Đức đắc thì Đức Phật mới phán cái câu đó ha. Tùy theo cái pháp người ta thấy cái pháp nào. Cái đoạn này thì cái đoạn mà thấy pháp là thấy ta được dùng nhiều chỗ lắm, nhưng phải chỗ này không. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sa thú lành thai. Dạ con thấy định tuệ xong tu đã sa thú rồi. Dạ tri ân ngày rồi. Dạ vậy đâu Vinh Minh Tâm không có trước máy rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay hoặc có những câu chích chát Nhật Quỳnh xin đọc để thỉnh ngài ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ trong khi chờ đợi chưa có câu hỏi, chưa có bàn tay. Ồ, đây con thấy như thật nói rồi. Hỏi rồi. Thưa sư, ấn tướng Kasina có thể là đối tượng thiền minh sát không? Dạ Nam Mô Bích Tha giá, con kính nhân Bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, ấn tướng của Kasina không thể là đối tượng của thiền minh sát được. Nhưng mà khi cái vị mà hành cái cà xin áo cứ cái loại nào đi nữa mà cái tâm nó có năng lực, tức là vị thấy đó bắt đầu là có các chi thiền mà nó có năng lực đó. Tức là đại khái thì cần định chẳng hạn thì có chi thiền, thì các chi thiền đó có thể là đối tượng của thiền minh sát được. Nhưng thường cái ấn tướng của thiền của cà xin án thường là chế định thôi, chứ không có, không thể là đối tượng của thiền minh sát được. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sa thú và dạ, con thấy như thật đã sa thú rồi. Nam mô Bích Tha giá một lần nữa. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và mời những câu chích chát ạ.
Dạ bạch ngài, lúc nãy con nghe ngài nói hễ mình có phước á thì ma nó hay lại đòi. Nhưng mà có cái trường hợp như thế này, ngài chỉ dạy giùm con này, là ma đòi hay là nghiệp mà nó cản. Là hồi trước đây là lâu lắm rồi, con có một người chị bà con, thì hễ con hay rủ chị đi chùa lắm. Nhưng mà hãy mà chị hứa con, thí dụ như sáng mai đi, sáng mai chị đi chùa với con, thì là gần tới giờ đi chùa hoặc trước đó một chút là chị bị đau bụng, bị tào tháo rượt, hay bị cái này bị cái kia. Nói chung là 10 lần mà chị hứa đi chùa với con thì quá quằn lắm là đi được một lần. Và bạch ngài, lý do này là do ma nó đòi hay là do cái nghiệp chướng mình không thể được đi chùa bạch ngài? Và con kính nhân mít đến ngài ạ. Ồ, thấy cái câu này dạt đây rồi, Nhật Quỳnh đọc sao, xin lỗi nha. Nam mô Bồ Tát gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Cái nó có lần nào chứ đâu phải là không đâu ha. Thành ra tùy theo mình nhìn như thế nào, chứ còn nếu mà mình nói cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp thì nó cũng có thể là nó nhiều khi nó không có nó không có chính xác cho một số vấn đề. Có thể là cái nghiệp đó thì nó cũng có thể là cái việc tránh đi nữa, nhưng mà bên cạnh cái đó không phải lúc nào mà nó cũng ấy được hết á. Bởi nghiệp là nghiệp tốt thì xấu cũng có, thì nếu mà nó cho nghiệp thì có thể cái nghiệp tốt nó không cho được, chứ còn không thì đâu có được ha. Thành ra phải nói là thật sự ra đó, mấy cái đó thường gọi là phiền não ma. Mà cái phiền não ma đó, cái bệnh của mình thì có thể bệnh do nghiệp cũng có, bệnh do tâm cũng có, bệnh do vật thực cũng có, bệnh do thời tiết cũng có ha. Thành ra cái bệnh nó không phải một cái loại phiền não ma, thì đúng hơn là mình nói nghiệp thì dĩ nhiên nghiệp đó nó cũng có chen tay chen cẳng vô, nhưng mà nó cái chánh mà mình nhìn trong lúc hiện tại đó, có thể là cái phiền não ma thì nó có nhiều cái năng lực hơn. Nam mô Bồ Tát giá. Sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và ngài đã giải thích cho con hiểu được rồi. Con để con xin cho cái câu của cô của Đề Sa Ná này hỏi to lên. Dạ Nhật Quỳnh xin phép nha, cái nhỏ quá rồi Nhật Quỳnh, con mắt nó lem nhem quá. Dạ Đề Sa Ná có hỏi: xin sư giải thích tóm tắt sự khác nhau của các ân đức Suvatipanno, Uchubatipanno, Nhà Yabatipanno, Samichipatipanno. Dạ, là có nghĩa là khác nhau như thế nào đó bạch ngài. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là mình nói khác nhau thì mình khác nhau về cái tên là cái phương pháp hành, nhưng mà nó là một cái tính của cái bậc thinh văn. Thì cái Suvatipanno đó tức là thực hành để đi thẳng tới Niết Bàn, chứ không có rút lui, không có nghĩa là không có trái nghịch với những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy để đi tới Niết Bàn. Cái thứ hai là Suvatipanno tức là thực hành ngay thẳng đúng đắn đó, tức là không có đi cong đi quẹo, mà là nhắm mắt mà nó mỗi điều thẳng một đường theo cái pháp học của mình mà đi tới đó. Còn cái câu thứ ba là Nha Giá và Tị Banh Nô đó, tức là thực hành để giác ngộ Niết Bàn mà thôi, chứ không phải thực hành để đi chỗ này chỗ nọ. Thì thực hành nghĩa là những cái pháp nào mà đi thẳng tới, nghĩa là để thấy cái đó mà thôi. Còn cái thứ tư thì Sá Mà Chị và Tị Banh Nô, tức là
cái người mà thực hành ba cái điều trên đó, thì là cái sự thực hành đáng để cho người ta lễ bái cúng dường ha, lễ bái cúng dường, tức là con đường trên là con đường giới định tuệ đó, trao dồi thân khẩu ý rồi này kia, thành ra đó là những cái điều mà nó liên quan tới cái đó, tức là nói về pháp hành này đúng hơn. Thực hành một gì là đi thẳng, đi không có gồng quẹo, cái thứ hai là nghĩa là không có ngược đường lại với cái điều mình đã học để đi tới nước bạn. Còn cái thứ hai đó là đi ngay thẳng, đi đúng đắn, đi một lèo chứ còn không có ngừng nghiêng này qua bên nọ. Còn cái thứ ba cũng vậy, thực hành để cho tới sự giác ngộ đó mà thôi, chứ không có dừng chân, không có lại lơ biến. Thứ ba sự thực hành ở trên nó mới là cái câu tư, giống như cái quả của cái gì đó, tức là cái thực hành đó nó đưa tới sự thành tịnh của thân khẩu ý đáng cho người lễ bái cúng dường. Một cái thầy đó. Sa thú, và con thấy Đề Sanh đã tri ân ngài, và kính cảm ơn câu hỏi của Đề Sanh. Nam mô Bích Thai giá, và ngầm hồn Nhật Quỳnh còn có mấy phút mà vị nào còn có thể chat lên và hoặc đưa tay không? Thị Lâm hả? Dạ, kính thưa ngài, Thị Lâm cầm mic được không? Hay là Nhật Quỳnh đọc giùm Thị Lâm ơi? Thị Lâm cho một tín hiệu, Thị Lâm ơi. Cho một tín hiệu. Dạ rồi. Kính thưa ngài, hôm trước con nghe cô Nhật Quỳnh có nói tăng xá nếu không có chư tăng và khách tăng ở mà thiện nam cũng có thể ở được. Vậy những nơi chư tăng ở mà nếu cho cư sĩ vào thì có phạm vào giới luật không? Hai, cư sĩ chỉ ở những nơi dành cho cư sĩ. Kính mong ngài hoan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ thêm, và kính tri ân ngài. Nam mô Bích Thai giá, và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Có những cái nơi mà ta dành cho khách tăng đó, nếu mà không có thì cư sĩ mà ở được, nhưng mà với điều kiện những cư sĩ đâu phải là nghĩa là Phật tử thứ thiệt, chứ còn vô đó mang rượu vô uống lén rồi này kia thì mới là sợ thôi ha, giờ máy gì đó. Đa số ở các chùa bên Thái á, thì nó có cái khu vực mà dành cho khách tăng lưu trú á. Bởi vì bên Thái nó khó khăn vấn đề mà ông sư, bất cứ nước nào ông sư đi tới lui nó khó lắm. Mình xuống đó mà mình vô cái trạng á là nó kêu cảnh sát liền, thì cảnh sát tới hỏi nếu mình có giấy tờ đàng hoàng, có giấy chứng tu đàng hoàng, tu thứ thiệt đó, thì nó đưa về cái chùa gần đó. Trong chùa đó nó có cái khu vực lưu trú của khách tăng, nó đưa về đó ở, chứ nó không cho ông chơi ở khách sạn đâu, bên Thái á, không cho. Trong mọi trường hợp nó không cho. Nó có nhiều cái lực mà bên Thái nó áp dụng nó tương đối nó kỹ lưỡng hơn là bên Miến Điện. Ông sư không được đi vô shopping center rồi này kia, chỗ mà người đông đảo, nó không cho vô là cảnh sát nó kiếm chuyện á, vô khách sạn rồi này kia cũng không được, nó không cho. Ngoài trừ được thí chủ mời để làm lễ gì đó thì được, còn đi mình vô đó là nó không cho. Thì những cái khu lưu trú đó, thí dụ mình đi tới đó, mình đi với ông cận sinh nam, mình nói mình có ông cận sinh nam rồi thì giả thì nó vẫn đem ông cận sinh nam về ở chung được, ở phòng riêng, có phòng riêng hoài chứ. Chứ không ấy trong cái khu vực mà lưu trú của khách tăng á, khách tăng. Thành ra nó có nhiều cái điều tiện lợi cho mấy cái xứ như vậy đó. Nó... Nhưng mà cái người quay sinh nam sư mà vô ở đó không phải đàng hoàng, nhưng mà đa số thường thường thì giả của mấy ông sư mà ở bên Thái Ấn Độ thì thường là giữ tám giới trong thời gian mà đi theo ông sư hết đó, để cho ra chiều lượng đừng có lộn xộn với mẹ ăn uống nào này kia, mệt nào này kia họ không có thích. Bởi vì ông sư sáng đi mà cần thể để làm thì giả theo giúp đỡ một số cái vấn đề gì đó thì cái gì thì giả đó cũng phải thọ tám giới luôn để chịu khỏi phải ăn khỏi phải mất công này đa, không có gì đó. Cái đó là nó đưa vào thành ra cái nơi mà đó cư sĩ ở cũng được chứ không phải không, nhưng mà điều mình phải biết mà mình ở cái khu vực của tăng chúng mà mình không nên làm cái gì mà làm cho tăng chúng có thể bị tai tiếng về sao, chứ không có gì mà sợ đó.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay của chư tôn hiền giả và cư sĩ Nam và sư nữ trong đạo tràng này, hay xin hay là mối duyên lành để chư vị có điều kiện chấm dứt ác pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Tham Ma. Dạ Nam mô Sang Khai. Dạ Nam mô Rất Thanh Nát Tây Giác Sa. À, thức lành thai, chúng con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con, để chúng con sửa dần tri kiến và được đến gần với Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính dân quả phước mà chúng con đã tạo được ngày hôm nay đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Và con cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối á. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uột tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột tà măng Bụt thệ do khá đi tổ đô sơ bụt thô khả mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm để vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà quảnh đê hăng thẩm manh cha đưa vi thăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô khà ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê nà quảnh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thót tà măng sàng khê vô khá li tô đổ sâu sàng khô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sách tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Và một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Ngài có trở lại mái chưa bạch Ngài? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đạo tràng có thấy tín hiệu của Ngài Trí Đức không? Hay là mái của Nhật Quỳnh nó có vấn đề rồi không biết nữa, Nhật Quỳnh không thấy tín hiệu của Ngài à? Sao chú cá cười có thấy không? Dạ đạo tràng quý vị nào có thấy không? Dạ Quang Nguyên cũng không thấy luôn. Vậy là Ngài không có chút máy rồi. Dạ cảm ơn sư khá. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ vậy thì thôi thì chúng con xin hội hướng. Ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa ma nu su bu chi tang thuộc thằng cha na bu thằng na ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa ma nu su bu chi tang tham mang na ma sa na sư quá thì hộ tư gia ni thập phụ ta ni sa ma các ta ni phụ ma ni qua gia ni qua anh ta lịch khê ta tha gạt tăng đê qua ma nô sư bộ chi tăng sẵn khăn là ma sa na sư quá thì hộ tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hạng phu tá là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ
ta được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đa co giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hạng khu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đa có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua xí ni thụ về khả rễ thu quan canh. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua xí ni thụ về khả rễ bơ thi khả rễ ta hình ta hình ta tu qua so thình khả rôn ta qua khả rôn ta thà vi ha ra man đa lê thệ ra cha mát cha na wa ca cha phích ca vô sa ra ni ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đệ sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su ki ta pa quan tu tê cha ra vừa cha dê vi cha anh đà sam pa qua san sê đà cha ta a tha vô ba ba ti ca niệu gia ni căng thẩm ma qua răng ba tịch cha tê sa bê bi đua ca sa ca rôn tu sang kha văn tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma ta ra cha phục ga la sẵn go ho tu sa mắc go qua a tha ya cha hê ta ya cha âm hê ra ca tu sát thẩm mô sa bê bi tham ma cha đi no vu thin sam ma bu na i ya ma thẩm ma đi dập ma quê đi tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân, rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường, noạn thai thâm hoa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thực các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích chết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giáo truyền. Năm mô Bích Tha, dạ chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp đến với chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tông đức pháp thể kinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước duyên chúng con phát sanh trí tuệ để tu tiến sâm đạt. Xin quả phước này đến tất cả trên hải Hipanasabat chayo hồ tốt.
Y rằng buồn nhằn nếp bàn át sắp bát cho giờ hồ tục. Y rằng buồn nhằn nếp bàn át sắp bát cho giờ hồ tục. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhất minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được này. Cầu mong đời sống phạm hạnh em đạo hữu đã vào đạo tràng tính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tâm thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào Rôm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rôm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rôm Phật giáo Nam truyền được mặt hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh của nhà chư tăng Tích Lăng tụng, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Vandami cittiyam sabbam sambuddhane supatthittam. Sarīrika dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbam sambuddhane supatthittam. Sarīrika dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbam sambuddhane supatthittam. Sarīrika dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho. Vijjācarana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi saddha deva manusānaṃ buddho bhagavati. Svākhāto bhagavata dhammo sandhitikko akkāriko ehi pāsiko opanneiko paccattaṃ veditābho viññohiti. Supatipanno bhagavato sāvakasaṅkho. Ujjupatipanno bhagavato sāvakasaṅkho. Ñāyāpatipanno bhagavato sāvakasaṅkho. Sāmīcipatipanno bhagavato sāvakasaṅkho. Yadidam cattāri purisa yugāni attha purisa pukkala. Esa bhagavato sāvaka saṅkho. Ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anjari karaniyo.
anuttarang punya kitan lokasati evam me sutang ekam.